Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 481, không thấy Tam Hoàng tử. Thương Mai bỗng nhiên hiểu ra, là Thái Phó. Là người của Thái Phó muốn hại Lương Tần, chỉ có sự đả kích này mới có thể làm bà ta phát điên. Tại sao Thái Phó phải làm như vậy? Rất đơn giản, Lương Tần tự sát, Lương Vương lại bị vấy bẩn, rất khó được lập làm Thái tử. Thương Mai không thấy lạ khi Thái Phó không cho phép Lương Vương trở thành Thái tử. Bởi vì ở trong mắt ông ta, không có tình thân nào đáng nói tới. Ông ta muốn vùng lên lại không thể dựa vào Lương Vương đã khinh bỉ ông ta, thậm chí còn chẳng muốn gặp ông ta. Trước đó ông ta từng hợp tác với Nam Hoài Vương, biết Nam Hoài Vương là kẻ tiểu nhân, cũng sẽ không hợp tác với Nam Hoài Vương. Hơn nữa, Lương Vương từng nói qua, những kẻ từng là người của Thái Phó trong triều bây giờ đều đang chống lại Nam Hoài Vương. Như vậy, Thái Phó sẽ hợp tác với ai? Nghi Quý Phi à, nhưng lúc này Nghi Quý Phi đã bị buộc chung với Nam Hoài Vương. Thương Mai thật sự nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Chẳng lẽ là âm thầm hợp tác với Nghi Quý Phi, Nghi Quý Phi lại ra vẻ liên minh với Nam Hoài Vương? Nếu vậy, nghe có vẻ thích hợp, bởi vì dáng vẻ Nghi Quý Phi trước đó như đã tính trước hết mọi việc, nếu phía sau không có người ủng hộ, nàng ta lấy đâu ra tự tin đó. Nghi Phi trông có vẻ kiêu ngạo lỗ mãng nhưng nhớ lại những việc nàng ta đã làm như rắn qua cỏ không để lại dấu vết, có thể ẩn nấp ngoài ngàn dặm. Nàng ta lén lút qua lại với Thái tử với mục đích tới gần Thái Phó, từ miệng Thái tử biết được từng hành động cử chỉ của Lương Thái Phó. Thái tử ngu ngốc sẽ không đề phòng người bên gối, tất nhiên có gì đều nói với nàng ta. Sau khi Thái Phó thất thế, nàng ta tìm tới Thái Phó, muốn mối quan hệ trong tay ông ta và liên minh với nhau. Trước đó nàng ta vẫn phách lối tới gây ầm ĩ nhìn như không mục đích, nhưng thật ra là muốn rời sự chú ý, làm tất cả mọi người cho rằng nàng ta muốn nhằm vào Nhiếp Chính Vương Phi cô, bà ta lại xoay người đi đối phó Lương Tần, làm tất cả mọi người không ngờ được, lại càng không có cách nào ngăn cản. Nếu là thật, Thương Mai biết từ trước đến nay đối thủ mạnh của mình cũng không phải là Quý Thái Phi gì đó, mà là Nghi Quý Phi. Sáng sớm hôm sau, Thương Mai lập tức ra khỏi cung, đi tìm Hồ Hạnh Nhi. Chỉ có một mình Hồ Hạnh Nhi mới có thể hiểu được cách tư duy của cô. Tuy Tráng Tráng thông minh, nhưng có đôi khi cũng không theo kịp. Cô nói cho Hồ Hạnh Nhi nghe về tình hình trước mắt. Hai người suy nghĩ tới rất nhiều khả năng. Thương Mai cũng phân tích một chút về liên minh giữa Nghi Quý Phi và Lương Thái Phó. Hồ Hạnh Nhi nghe Thương Mai phân tích xong, suy nghĩ một lát mới nói, người lo lắng có lý. Nếu Lương Thái Phó và Nghi Quý Phi liên minh, vậy người mà bọn họ muốn đối phó tiếp theo là ai? Chắc người đoán ra được chứ? Mặt Thương Mai trắng bệch, ừ, biết rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bây giờ A Xà Cô Cô ở trong cung của Quý Thái Phi, các người đều sẽ thả lỏng, cho rằng chỉ cần nhìn kỹ Quý Thái Phi thì trong cung sẽ thái bình. Thậm chí Tôn Phương Nhi vào cung cũng không thể bàn bạc được chuyện gì với Quý Thái Phi, các người sẽ càng yên tâm hơn. Thương Mai càng kinh hồn khiếp vía, Hạnh Nhi, vẫn là ngươi nói ta mới suy nghĩ rõ ràng, ta phải lập tức trở về cung. Thương Mai, Hồ Hạnh Nhi gọi nàng lại, nếu người thiếu người dùng có thể lấy ở chỗ của ta. Không cần, trước khi lão thất đi, đã để lại ám vệ cho ta. Thương Mai nhanh chóng rời đi. Nếu chỉ là hậu cung tranh đấu, người mà các nàng muốn đối phó tiếp theo nhất định là Tráng Tráng, sau đó là cô. Nhưng nếu không chỉ là tranh đấu của hậu cung, mà là tranh đoạt đích lại dùng chiêu ngoan độc ngay từ đầu, vậy Nghi Quý Phi sẽ không ra tay với Tráng Tráng. Sau khi Thương Mai về cung, lập tức đi vào trong cung trong Mai Phi. Tam Hoàng tử đâu? Thương Mai vừa vào đã hỏi. Hắn tới thư phòng rồi. Bình thường là giờ thìn đi, buổi trưa về nghỉ một canh giờ lại qua. Mai Phi thấy cô khẩn trương, hỏi, sao vậy? Thương Mai còn chưa thể xác định, không muốn khiến nàng ta lo lắng, nói, không có việc gì, ta chợt nhớ ra, trước khi vương gia ra trận đã bảo ta hỏi một thăm bài học của hắn, hôm nay tranh thủ rảnh rỗi, ta tới thôi. Vậy hay là buổi trưa ngươi trở lại? Mai Phi nói, hiếm khi ngươi nhớ tới hắn, bản cung nhất định sẽ đốc thúc hắn cố gắng học tập. Được, vậy ta đi trước, buổi trưa sẽ trở lại. Thương Mai cười nói. Tất nhiên không thể đợi đến trưa, Thương Mai lập tức đi tới thư phòng. Trong thư phòng, Văn Đại Nhân đang tức giận. Văn Đại Nhân được Mộ Dung Khanh phái tới là lão sư cho Tam Hoàng tử sau này, người trước đó đã bị đổi. Văn Đại Nhân là đại học sĩ, môn sinh của viên đại học sĩ, mặc dù mới hơn 40 tuổi nhưng học thức cao, danh vọng cao, Mộ Dung Khanh khen ông ta không ngớt miệng. Văn Đại Nhân, Thương Mai bước vào chào hỏi.
Văn đại nhân thấy Thương Mai tới, đứng lên chào, là Vương Phi tới sao? Hạ quan không kịp ra đón. Không cần đa lễ, ta tới thăm Tam Hoàng tử, người đâu? Thương Mai nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn. Hạ quan đang nổi giận vì chuyện này đây. Hắn mới nói đau bụng vào nhà xí, đã đi hết nửa canh giờ vẫn chưa về. Hạ quan lệnh cho học đồng đi qua tìm cũng không thấy hắn. Từ lúc hạ quan dạy hắn tới nay, hắn chưa từng làm vậy, còn tưởng đã sửa đổi tính tình. Trước đây lúc Tề đại nhân dạy hắn, đã nói hắn thích trốn học rồi. Văn đại nhân phun cay đắng nói. Đi từ nửa canh giờ trước à? Thương Mai nhíu mày, hắn thật sự đau bụng sao? Hạ quan cũng tưởng vậy. Hắn che bụng, một mực nói đau, đi ra ngoài nhanh như bay, cũng đi về phía cung phòng. Hạ quan đợi một khắc còn chưa thấy hắn về, mới cho đồng học đi tìm. Nhưng trong cung phòng không hề có bóng người nào, thái giám gần cung phòng cũng nói không hề thấy hắn tới. Tim Thương Mai đập thịt một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn còn an ủi Văn đại nhân, như vậy đi, ta ra lệnh cho người đi tìm một lát. Nếu xác định hắn thực sự trốn học, ta nhất định sẽ phạt hắn thật nặng. Làm phiền Vương Phi, Văn đại nhân thở dài thi lễ. Không cần khách khí, Thương Mai xoay người rời đi. Sau khi ra ngoài, cô phân phó Đao lão đại, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, người của Huệ Khánh cung ra ngoài tìm Tam Hoàng tử. Vâng, Đao lão đại nhận lệnh rời đi. Khoan đã, Thương Mai bước nhanh tới, hạ giọng nói, không thể để lộ chuyện này ra, tạm thời đừng truyền đến tai Hoàng thượng. Vâng, Thương Mai trở lại Huệ Khánh cung, nói với Tráng Tráng về chuyện Tam Hoàng tử mất tích. Tráng Tráng lập tức hạ lệnh phong tỏa các cửa cung, không cho bất kỳ kẻ nào vào cung. Cũng không cho bất kỳ kẻ nào rời khỏi hoàng cung. Lần này tìm đến khi trời tối vẫn không tìm được Tam Hoàng tử. Trong cung đã được phong tỏa, người ra khỏi cung hôm nay đều được ghi lại trong danh sách. Tráng Tráng cầm danh sách từ chỗ cung vệ về, cùng Thương Mai nghiên cứu. Mai Phi cũng biết chuyện Tam Hoàng tử mất tích, mắt bà ta đỏ hoe đi tới Huệ Khánh cung. Làm mẫu thân, bà ta xem như đã rất kiên cường rồi, cố gắng không khóc vì sợ chuyện này sẽ truyền ra ngoài. Thu xếp điều tra những người ra khỏi cung, xem sau khi bọn họ ra khỏi cung đã đi đâu. Tráng Tráng ra lệnh, không bỏ qua cho một người nào, tất cả đều phải điều tra. Có nên mời A Xà Cô Cô tới không? Thương Mai hỏi. Được, Tráng Tráng phái Cầm Chi đi mời A Xà Cô Cô. Hôm nay, Lão Thái Quân không ở đây, tối qua đã ra khỏi cung rồi. A Xà Cô Cô nghe nói Tam Hoàng tử mất tích, hỏi Cầm Chi 3 đồng tiền và ném ở trên bàn. Bà ta quan sát vị trí của đồng tiền một lát lại nhíu mày. Người còn sống nhưng không còn trong cung, đã bị đưa ra khỏi cung rồi. A Xà Cô Cô nói. Thương Mai và Tráng Tráng liếc nhìn nhau. Nếu người ở ngoài cung, vậy sẽ không dễ tìm đâu. Mai Phi nương nương hỏi, ngài ném đồng tiền lại biết được người không ở trong cung à? A Xà Cô Cô thản nhiên nói, lão tổ tông của các ngươi luôn am hiểu xem bói đoán tướng. Lão thân theo ngài ấy nhiều năm như vậy. Cũng học được chút ít. Chương 482, cũng không thấy thất hoàng tử. Lấy lão tổ tông ra, Mai Phi tất nhiên sẽ vô cùng tin tưởng. Bà ta gấp gáp nói, vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Là ai đưa hắn đi? Hắn có nguy hiểm không? Nguy hiểm đến tính mạng, quẻ bói cho thấy, nếu không tìm được hắn trước khi mặt trời ngày mai lặn, hắn sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. A Xà Cô Cô nói, chỉ có một ngày, là nghi phi làm à? Mai Phi rơi nước mắt, run giọng hỏi. Ai làm cũng vậy thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải lập tức tìm hắn về. A Xà Cô Cô nghiêm túc nhìn Thương Mai, người có cách nào không? Thương Mai cũng bó tay, không biết phải làm sao. Nàng làm gì có cách gì chứ? Thế giới ngoài cung lớn như vậy, nàng có thể làm gì? Cẩn thận suy nghĩ thì chắc chắn là Nghi Quý Phi đưa người đi, nhưng nhìn những người ra khỏi cung hôm nay, hơn nửa là thái giám nội phủ trong cung ra ngoài mua sắm. Là người của bà ta đều cưỡi xe trâu ra ngoài, không giấu được người. Lại có 2 chiếc xe ngựa từng ra ngoài. Một chiếc là Trần Loan Loan ra khỏi cung sáng nay, một chiếc là của đại nhân viện phán. Ta đi tìm ở chỗ Nghi Quý Phi một lát, Thương Mai đứng lên nói. Cô nhìn A Xà Cô Cô, dân tộc Tiên Bi. A Xà Cô Cô không nói gì nhưng khẽ gật đầu. Tráng Tráng nói, gì mà dân tộc Tiên Bi chứ? Ngươi tìm nàng có tác dụng gì? Nàng sẽ nói cho ngươi biết sao? Thương Mai nói, nàng tất nhiên sẽ không nói. Vậy ngươi còn đi? Không đi cũng không có cách nào, ngồi chờ vô ích. Thương Mai mỉm cười rời đi. A Xà Cô Cô, Mai Phi vội vàng cầu xin A Xà. A Xà Cô Cô giơ tay ra, ngăn lại, để cho nàng đi tìm, nàng có chút manh mối.
Tráng Tráng ngẩn ra, nàng cũng qua tìm Nghi Quý Phi, có thể có manh mối gì chứ? Có manh mối thì tìm người luôn, cần gì đi tìm Nghi Quý Phi nữa? Người là do Nghi Quý Phi đưa đi, không tìm Nghi Quý Phi thì tìm ai? A Xà cô nói. Tráng Tráng không hiểu nổi, cô đi tìm Nghi Quý Phi có tác dụng gì chứ? Chẳng lẽ bà ta còn có thể thừa nhận à? Vị này khó tránh khỏi nghĩ về bà ta quá đơn giản rồi. Nhưng thấy A Xà cô không nói một lời, nàng ấy chỉ đành phải phái người ra ngoài tìm. Thương Mai đi tới trong cung của Nghi Quý Phi, Nghi Quý Phi đang ăn chè trong điện. Thấy Thương Mai tới, nàng ta cười tươi ấy, đây không phải là Nhiếp Chính Vương Phi sao? Người tôn quý lại đến Nghi Lan cung của ta, không biết có gì chỉ giáo. Thương Mai ngồi xuống, mỉm cười nói, chỉ giáo thì không dám nhận. Ta đi ngang qua Nghi Lan cung nên cố ý tiến vào chào hỏi. Đi ngang qua, sợ là ngươi cố ý tới đi. Nghi Quý Phi chậm rãi đặt muôi sứ xuống, ngẩng đầu nhìn Thương Mai, nghe nói, không thấy Tam Hoàng tử đâu. Có phải hắn lại lén chuồn ra ngoài cung chơi hay không? Có thể lắm, Thương Mai nói với vẻ không quan tâm. Vương Phi không sốt ruột sao? Sợ là Mai Phi nương nương phải khóc tới sưng mắt rồi. Nghi Quý Phi cười nhạo. Trẻ con thường ham chơi mà. Thương Mai ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng ta, Quý Phi nói có đúng không? Chỉ sợ không phải là ham chơi đi. Tính Tam Hoàng tử này lỗ mãng, luôn gây sự, sợ là đã chọc cho ai đó mất hứng, bắt hắn ra khỏi cung, gây khó dễ một phen cũng không chừng. Ai lại đi tức giận với một đứa trẻ chứ? Thương Mai khiêm tốn thỉnh giáo. Ai biết được, năm nay Tam Hoàng tử chẳng còn nhỏ tuổi nữa, cũng không thể gọi là đứa trẻ được. Nghi Quý Phi xỉa răng, vẻ mặt rất đắc ý. Thương Mai mỉm cười, đúng vậy, đứa trẻ 11 tuổi trong dân tộc Tiên Bi đã không tính là nhỏ nữa. Nghe nói bé nam trong dân tộc Tiên Bi đã phải bắt đầu tiếp nhận huấn luyện cưỡi ngựa, lại luyện kiếm thuật từ lúc 5 tuổi, có đúng không Quý Phi nương nương? Nghi Quý Phi không cười nữa, nhìn chằm chằm vào cô và hừ một tiếng, người nói chuyện man di, làm sao bản cung biết được? Ta cũng chỉ kể chút chuyện cười thôi. Đúng rồi, ta còn có việc không thể ngồi lại nữa. Quý Phi nương nương cứ chậm rãi dùng chè. Thương Mai nói xong lại đứng dậy. Cô mới đi được 2 bước, đột nhiên quay đầu lại, ta quên chưa nói với nương nương, tối nay Tam Hoàng tử phải trở về, bằng không Mai Phi nương nương thật sự khóc mắt sưng lên, cảm giác mất con cũng không dễ chịu đâu. Quý Phi nương nương cũng là người làm mẫu thân, nếu thất hoàng tử bị người ta bắt đến trong hang rắn ổ sói đó, không biết trong lòng người làm mẫu thân sẽ có cảm giác gì. Người đang uy hiếp bản cung sao? Nghi Quý Phi vỗ bàn, gương mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Đúng, Thương Mai cười khanh khách nhìn bà ta, Quý Phi nương nương nghe ra được là tốt rồi. Ngươi dám, Nghi Quý Phi tới gần cô, đồng tử như muốn lồi ra ngoài, cả người đầy sát cây ết. Thương Mai hồn nhiên không sợ, nhìn thẳng vào mắt nàng ta và lạnh lùng nói, Nghi Quý Phi, chuyện ngươi làm được, ta cũng làm được. Đừng tưởng ngươi có thể hung ác hơn ta, nếu ta nhẫn tâm lại có thể hung ác hơn ngươi gấp trăm lần. Nếu lần này Tam Hoàng tử không về, hắn chết thế nào, ta lại làm cho thất hoàng tử chết còn thê thảm hơn cả hắn. Hạ Thương Mai, ngươi muốn không qua lại với bản cung nữa sao? Giọng Nghi Quý Phi trở nên chói tai. Chúng ta chưa bao giờ là bạn tốt, ngươi cũng không chung sống hòa bình với ta, vậy chỉ có một con đường là không qua lại nữa. Thương Mai lạnh lùng nhìn nàng ta, trước giờ tí đêm nay, nếu Tam Hoàng tử bình yên vô sự trở lại trong cung, chuyện này lại xem như chưa từng xảy ra. Bằng không, lấy đạo của người trả lại cho người. Cô nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Ra khỏi Nghi Lan cung, Thương Mai lập tức truyền lệnh cho ám vệ, lập tức đi tới giáo trường, tạo ra hiện tượng giả là thất hoàng tử mất tích, cần phải giấu được Nghi Quý Phi. Vâng, ám vệ nhận lệnh rời đi. Đây là thời điểm phải tranh thủ từng giây từng phút. Nếu Nghi Phi xác nhận bây giờ thất hoàng tử đang ở giáo trường, nàng ta sẽ không trả Tam Hoàng tử. Giáo trường là chỗ trong quân doanh. Người bên ngoài không thể tự tiện xông vào, lại được bảo vệ nghiêm ngặt, ám vệ vào còn được, nhưng muốn dẫn một người đi lại không dễ dàng như vậy. Một khi bị bắt, có thể sẽ có họa sát thân. Nhưng nếu muốn tạo ra một vụ mất tích giả trong giáo trường thì vẫn có thể làm được. Một ám vệ giống như con chim ưng đen bay vào giáo trường, hạ xuống trong sân của thất hoàng tử. Ngoài cửa có người canh gác, thị vệ trong giáo trường đều tương đối cảnh giác cao, có thể nghe được cả tiếng lá cây rơi. Cũng may ám vệ này có khinh công tốt, mới không bị phát hiện. Hắn ta lén leo tường và lẻn vào trong viện, tìm đến phòng của thất hoàng tử. Ngoài cửa có gã sai vặt gác đêm đang quần áo bông ngủ gật.
Hắn ta thổi một hơi khói mê làm gã sai vặt hôn mê, nhân lúc thị vệ chưa phát hiện, lại mở cửa sổ leo vào trong. Lại nói người của Nghi Quý Phi cũng vội vàng đi tới giáo trường. Tướng quân giáo trường nghe nói là người của Nghi Quý Phi tới chơi lúc đêm khuya cũng hơi bất ngờ, vội vàng ra ngoài đón. Quý Phi nương nương nói trời lạnh, bảo ti trước tới đưa ít áo bông cho thất hoàng tử. Vậy để mặt tướng nhận là được rồi, tướng quân nói. Quý Phi nương nương còn có mấy lời muốn căn dặn thất hoàng tử. Vậy, tướng quân khó xử nói, bây giờ, thất hoàng tử đã ngủ rồi. Người kia kiêu căng nói, Quý Phi nương nương nói, nhất thiết phải nói mấy lời này cho thất hoàng tử biết. Tướng quân suy nghĩ một lát, cảm thấy mình không cần thiết phải đắc tội Nghi Quý Phi. Dù sao cũng chỉ qua nói mấy câu, nói xong thất hoàng tử lại có thể ngủ tiếp, không làm chậm trễ việc rèn luyện ngày mai. Được, vậy mời đại nhân đi theo mặt tướng. Tướng quân tự mình dẫn đường cho hắn ta vào trong. Hai người tới trước cửa phòng của thất hoàng tử mà gã sai vặt không hề phát hiện ra, còn chưa thức dậy, còn đang ngủ say. Tướng quân đá y một cái, tức giận nói, bảo ngươi tới gác đêm, ngươi lại ngủ ở đây ngủ say như vậy à? Một đá này vẫn không thể làm gã sai vặt tỉnh lại, chỉ ngã xuống. Chương 483, mọi người đều không sao. Sắc mặt tướng quân thay đổi hẳn, rảo bước tới đẩy cửa đi vào. Trên chiếc giường nhỏ chẳng có ai mà chỉ thấy chiếc chăn bừa bộn, không ổn rồi. Người của Nghi Quý Phi nhìn quanh, thấy dấu chân bên cửa sổ, tấm giấy trên cửa sổ có dấu vết hư hại, chắc là nhảy ra bằng đường cửa sổ, hắn ta nặng nề nói còn không mau tìm. Tướng quân lập tức dẫn người đi tìm, tìm khắp thao trường, ngay cả gian phòng hay tiểu viện mà có thể giấu người đều tìm cả, nhưng chẳng phát hiện gì. Trước giờ tí, Nghi Quý Phi dẫn theo Tam Hoàng tử đến Huệ Khánh Cung, trên môi nở nụ cười âm hiểm. Hoàng Nhi, Mai Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tiến lên ôm lấy Tam Hoàng tử, khóc không thành tiếng. Nghi Quý Phi nhìn Thương Mai, môi nở nụ cười nhàn nhạt, Tam Hoàng tử ham chơi nên tự mình chạy ra khỏi cung, vừa hay thị vệ bên cạnh bổn cung suốt cung làm việc gặp được nó bèn dẫn nó về. Mai Phi đưa Tam Hoàng tử ra che sau lưng, tức giận nói, là ngươi dẫn nó đi, ta chưa từng hại ngươi, sao ngươi lại làm thế với ta? Nghi Quý Phi lạnh lùng nói, Mai Phi, người đúng là không biết lòng người tốt, bổn cung có lòng tốt đưa nó về, người không chỉ không cảm ơn bổn cung mà còn cắn ngược lại bổn cung ư. Thương Mai tiến lên, kéo Mai Phi ra, Quý Phi nương nương, ở hiền sẽ gặp lành, Tam Hoàng tử bình an quay về là nhờ có Quý Phi nương nương. Người xưa nói rồi, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Quý Phi có lòng tốt như thế, hẳn thất hoàng tử cũng là người có phước lành. Nghi Quý Phi chăm chú nhìn Thương Mai, hy vọng mọi chuyện sẽ như lời của Vương Phi. Nói xong thì xoay người rời đi. Tráng Tráng tò mò nhìn Thương Mai, làm sao người làm được vậy? Khiến nàng ta giao Tam Hoàng tử ra thật. Biết kết quả là được rồi, quá trình không cần biết, quá dơ bẩn. Thương Mai cười, cầm tay Tam Hoàng tử rồi ngồi xuống hỏi, con biết đã xảy ra chuyện gì không? Tam Hoàng tử gật đầu, dạ biết. Sợ không? Thương Mai hỏi. Không sợ, sợ cũng vô dụng. Tam Hoàng tử còn nhỏ nhưng rất điềm tĩnh. Từ khi vào cửa cho đến tận bây giờ đều không để lộ chút sợ hãi nào. Con ngoan, sau lần này phải biết tăng cường cảnh giác đấy. Thương Mai nói. Thẩm nương yên tâm, con biết rồi. Tam Hoàng tử hành lễ, con biết thẩm nương đã cứu con, đại ân đại đức, con không bao giờ quên. Con ấy à, Thương Mai xoa đầu cậu rồi cười nói, được rồi, về nghỉ ngơi với mẫu phi của con đi. Ngôn tình tổng tài. Mai Phi cảm kích nhìn Thương Mai. Nghẹn ngào nói, đúng như Hoàng Nhi đã nói, không bao giờ quên ân đức của người, lần này nếu không có người, sợ rằng Tam Nhi không về được mất. Đừng nói thế trước mặt con cái, mau đi đi, thằng bé ra ngoài cả ngày trời chắc vẫn chưa ăn cơm, trở về làm gì cho nó ăn đi, để nó nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi học đó. Được rồi, Mai Phi lau nước mắt, thắm thiết nhìn Thương Mai, vậy ta đi trước đây. Ừ, đi đi. Mai Phi và Tráng Tráng hành lễ cáo lui rồi gật đầu với Thương Mai, dắt Tam Hoàng tử ra ngoài. Tiểu Đao, Thương Mai gọi. Dạ, Đao lão đại từ ngoài điện đi vào. Đi Nghi Lan cung một chuyến, cứ nói ban nãy A Xà cô bói một quẻ, nói thất hoàng tử vẫn ở trong phòng, có thể là ngủ quá sâu nên té xuống dưới giường, bảo bọn họ đi tìm xem. Thương Mai nói. Dạ, Đao lão đại cười đi ra ngoài. Tráng Tráng ngồi xuống, cười nhạo, người được lắm. Còn biết lấy đạo của người trả lại cho người. Chẳng có manh mối nào nên đành vậy thôi. Thương Mai nhún vai, nhưng người cứ yên tâm, không ra tay với cháu trai của người đâu. Hơn nữa ở thao trường canh phòng nghiêm ngặt,
dẫn một người ra chẳng dễ gì. Chỉ thổi khói với nó rồi giấu dưới gầm giường, để nó ngủ ngon thôi. Tráng Tráng gật đầu, ta biết người làm việc có chừng mực, nhất định không tổn thương nó chỉ là một đứa bé thôi. Tráng Tráng nói thế nhưng cũng nhíu mày lại, tính tình của thất hoàng tử, nếu nói chỉ là đứa con nít thôi thì giáo dưỡng của đứa bé này tệ quá. Cũng có thể là phẩm hạnh, nhưng phẩm hạnh không phải bẩm sinh, mà nhất định phải có người dạy dỗ. Thất hoàng tử bị đưa tới thao trường cũng được, tránh bị nghi quý phi tẩy não. Qua lần này, chắc chắn nghi quý phi sẽ tăng cường canh phòng, cho người âm thầm bảo vệ thất hoàng tử. Ban đầu Thương Mai không muốn dùng chiêu này, vì đây là một sát chiêu vô cùng tàn nhẫn, tùy tiện dùng nó rồi, sau này sẽ khó nắm giữ nghi quý phi hơn. A Xà Cô đúng là không ở lại lâu, trước khi đi đã gọi Thương Mai và Tráng Tráng tới, đời nào Giang Sơn ta cũng có người tài xuất hiện, chuyện của các ngươi, lão thân và lão tổ tông không muốn hỏi đến, cũng không quản giáo được, cũng không thể quản cả ngàn năm, đúng không? Dạ đúng, Tráng Tráng nói, ngài cứ yên tâm ở cùng lão tổ tông, bây giờ ngài ấy cũng không rời khỏi ngài được. Ừ, lão thân cũng không có gì cho các ngươi, chỉ muốn cho các ngươi một câu nói, gặp chuyện thì đừng hoảng sợ, nhất định phải bình tĩnh, đừng bị người ta dắt mũi. A Xà Cô nghiêm túc nói. Thương Mai xin ghi nhận. Lần này, qua chuyện của Tam Hoàng tử, đại khái có thể thấy được vài vấn đề, đó là đối phương rất sốt ruột, tại sao lại sốt ruột như thế? Bởi vì bệnh tình của Hoàng thượng không kéo dài thêm được bao lâu, bọn họ muốn Hoàng thượng lập thái tử, chứ không muốn một bản chiếu thư. A Xà Cô, vậy ngài cho rằng Lương Thái Phó và Nghi Quý Phi có cấu kết qua lại với nhau hay không? Thương Mai hỏi. Không biết, tóm lại chuyện gì cũng có thể xảy ra được, lòng người dễ đổi lắm, vì quyền thế, vì địa vị, chuyện tàn ác nào cũng làm được. Nhiều năm như thế, lão thân thấy không ít rồi, các ngươi liệu mà làm, có chuyện gì thì tự giải quyết. A Xà Cô gọi Thương Mai lên, đưa cho cô một cái chai, cho ngươi, có ích cho ngươi đó. Thương Mai nhận lấy, mở nắp ra ngửi rồi lập tức nhíu mày, giấm sao? Có trận này là vì cô ghen sao? Uống nhiều một chút, giấm có lợi cho sức khỏe toàn thân. A Xà Cô ý tứ sâu xa nhìn cô. Thương Mai bỏ chai xuống, lão thất bảo ta uống giấm, ngài cũng để ta uống giấm, rốt cuộc là sao vậy? Cũng không thể nói rõ hay sao? Không thể, chuyện gì cũng nói rõ thì thế gian này còn chuyện gì vui đùa chứ? A Xà Cô nghiêm túc nói. Thương Mai bất đắc dĩ nói, thôi vậy, đều thích đoán, đoán mới thú vị đúng không? Sinh sống ở cổ đại, chỉ đoán tới đoán lui, mỗi ngày tế bào thần kinh não phải giảm cả mớ. Ngươi thích ta sao? Ngươi đoán xem. Ngươi ăn tối chưa? Ngươi đoán xem. Ngươi bị ngu đúng không? Ngươi đoán xem. A Xà Cô đi, lão Thái Quân cũng xuất cung rồi. Tráng Tráng mời lão Thái Quân vào cung để kiềm chế Quý Thái Phi, tuy lão Thái Quân không muốn nhưng chỉ đành tới. Vì bệnh tình của Hoàng thượng càng nghiêm trọng, Thương Mai không rảnh xử lý mấy chuyện khác, chỉ đành chuyên tâm trông nom Hoàng đế. Bây giờ Hoàng đế không thể băng hà được, nếu băng hà sẽ để lại cục diện cực loạn. Tuy hai người Lương Vương và Dạ Vương có thể gánh vác một thời gian, nhưng trong triều hai người gần như chẳng có giao thiệp gì, nếu không nhờ Thôi Đại Nhân và Lễ Thân Vương giúp thì rất dễ bị lừa. Dạ Vương hành sự xảo quyệt, nhưng ở mặt chính sự thì làm việc xảo quyệt là vô dụng, bởi cuối cùng vẫn có quy luật ở đó. Như thế, lần này Thái úy gặp phiền toái rồi. Chương 484, tình báo truyền đến. Hiện giờ trong triều không có thừa tướng, đến cả Thái Phó cũng bị cách chức, Nhiếp Chính Vương thì xuất chinh đem theo Tiêu Thác, Tô Thanh và Nghiêm Vinh, vì thế nên dưới trướng Dạ Vương hao hụt người, phải làm sao đây? Những kẻ đang theo hầu không biết ai là trung tín, ai là kẻ gian. Chỉ có thể dùng được mình ám vệ bên người. Ám vệ không phải quan lại trong triều, những người như chúng ở chốn giang hồ lập bang phái, cũng đỡ hơn một chút. Dẫu sao cũng được gọi là ám vệ, được hoàng thất chấp nhận xong lại không được triều đình cho phép. Không có chức vụ gì, chuyên xử lý những việc trong tối nên bị nghi ngờ nhiều là điều khó tránh khỏi. Nhảy ra đầu tiên chính là ngự sử, dù có mưa đá phân rơi cũng không chịu lay chuyển. Trên buổi chiều các vị thần quan đề nghị nếu cứ để ám vệ can thiệp chuyện triều chính, họ sẽ dâng sớ lên hoàng thượng. Ngự sử có một đặc điểm, có sai có chịu, nhận sai xong tiếp tục bảo thủ, cố chấp, không chịu sửa đổi. Lúc trước Lương Thái Phó bức vua thoái vị, hoàng thượng đã tha thứ cho cả đám. Là hắn không đủ chí khí, quốc nạn ngay trước mắt, hắn không thể bãi nhiệm nhiều chức quan cũ, thay quan mới, chỉ có thể tạm giữ lại chức vụ cho chúng. Nhưng những kẻ được giữ lại này ngang nhiên muốn đối đầu với Nam Hoài Vương. Vốn không liên can gì đến Dạ Vương,
nhưng Nam Hoài Vương lại sợ thiên hạ chưa đủ loạn, tấu sớ dâng lên mỗi ngày chẳng có phần của hắn song lại thích lắc lư, thường xuyên ôm vai bá cổ Dạ Vương, liên mồm gọi ngọt xớt bằng xưng hô thân mật lão cửu, lão cửu. Không khỏi khiến người ngoài tưởng Dạ Vương và Nam Hoài Vương cùng thuyền. Nhưng không, Dạ Vương dùng chính người của mình bắt làm một vài việc vặt vãnh bị người ta cố ý lợi dụng, xúi dục trước mặt ngự sử. Chức năng tồn tại lớn nhất của ngự sử chính là bới lỗi và chỉ ra sai lầm của tất cả mọi người. Vất vả lắm mới có cảm giác tồn tại, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Thế nên buổi chiều ngày hôm đó, gần như thành đại hội công khai lên án Dạ Vương. Việc này quả thực không khó giải quyết, chỉ cần Dạ Vương chấp nhận không dùng thuộc hạ xử lý công việc là được. Tuy nhiên cũng chỉ là lời hứa gió bay, còn lén lút dùng ai quản được chắc. Chỉ là ngự sử thấy có quan viên gặp vấn đề nên ra tay xử lý chút thôi mà. Tốt xấu gì cũng phải giữ thể diện cho Dạ Vương chứ. Nhưng cái tên Dạ Vương này đúng là ngoan cố vừa cộc cằn, sáng nay trên chiều tố hắn nửa ngày, hắn làm vẻ ngu ngơ không hiểu, còn đổ dầu thêm nói người như thế đáng đi lưu đày, không cho hắn trở về nữa. Người ta nên nói gì đây? Hắn chính là do Hoàng thượng mời về làm chủ triều chính, vốn định chỉ cảnh cáo răn đe nho nhỏ. Nay hắn lại nói phải đuổi khỏi triều, thế khác nào vả vào mặt hoàng thượng. Thậm chí hắn còn nói mình không biết xử lý chính vụ, không thể đảm đương chức vụ thái úy, muốn từ bỏ luôn. Chuyện này dọa ngự sử hú vía, hắn mà đi rồi, tuy chẳng ai ưa hắn nhưng chẳng may hắn ta mà chết giữa đường hay bị bệnh, gặp chuyện gì ngoài ý muốn, tóm lại khả năng nào cũng có thể xảy ra, bọn họ không thể đuổi đi được. Chuyện này không ai gánh vác nổi đâu. Từ đại hội lên án công khai biến thành đại hội nhao nhao xin ở lại, một lúc sau quay ngoắt thành đại hội ca ngợi. Ca ngợi cả cái chuyện hắn nổi nóng với ba vị quan mới nhậm chức, hắn được muôn dân kính yêu nhường nào, biết bao quan đại thần tuân theo, để hắn tiếp tục giữ chức thái úy, làm chuyện tạo phúc cho dân. Lương Vương thấy miệng Nam Hoài Vương sắp thành cái bánh quai trèo, nom mà tức cười. Đúng là chỉ có cửu hoàng thúc mới có thể làm ra chuyện này. Thình lình lật ngược ván cờ, còn nhận được cơn mưa khen ngợi. Nói thật, Lương Vương cảm thấy hắn quả là không biết xấu hổ. Vì cả ngày nay hắn chỉ có hùa theo, người ta hỏi tội, hắn cũng hùa theo hỏi. Người ta ca tụng, hắn cũng ca tụng theo, gật đầu như gà mổ thóc, lại còn khiêm tốn nhận lời khen. Sau khi bãi triều, Thương Mai đến Huệ Khánh cung báo việc hôm nay cho Tráng Tráng biết. Tráng Tráng vui mừng khôn xiết, hắn là vậy đấy, mặt dày không biết xấu hổ. Thương Mai từ cung Hy Vi trở về, mới vừa hấp được ngụm nước. Nghe Lương Vương nói thế bèn phụt nước thẳng vào mặt Lương Vương. Tiểu Khuyên vội vàng lấy khăn tay ra lau mặt sạch sẽ cho Lương Vương. Lương Vương mặt không biến sắc nói, may thay lúc trước không lấy ngươi, người đâu thô lỗ như vậy, bổn vương không chịu nổi. Thương Mai cười nói, được rồi, ta biết không ai sánh bằng Ý Nhi, mấy ngày nay ngươi thế nào? Ý Nhi có gửi thư cho ngươi không? Có chứ, Lương Vương kiêu ngạo hết cằm, cách ngày gửi một bức thư nhá. Ghê, Tráng Tráng nở nụ cười, quấn quýt si mê vậy á. Thế còn không mau đi bẩm báo phụ hoàng của ngươi, để ngài sớm ngày định đoạn hôn sự cho. Cái này bổn vương viết sau, cách ngày một bức, Lương Vương buồn bực nói, tiểu nương tử đã gần nửa tháng chưa gửi thư cho hắn. Ồ, ngươi viết cho nàng á, cách ngày một bức cơ, ngươi viết gì thế, có nhiều chuyện như vậy để nói sao? Tráng Tráng tò mò hỏi thăm. Cái gì không thể viết chứ, như nay ta ăn gì? Làm gì, viết tất. Thế chẳng phải là ghi chép sổ thu chi à? Thương Mai lắc đầu, sinh hoạt hàng ngày của ngươi phong phú đấy. Hầy, Lương Vương sầu não, từ lúc chiến sự bắt đầu đến giờ, thoáng cái đã hơn nửa tháng trôi qua, hôm qua có tin báo nói hiện tại đại quân đang đóng trại gần Bắc Kiều. Đóng quân ở Bắc Kiều, có cách trận địa xa lắm không? Bên kia hướng đi đến Bắc Mạc thế nào? Thương Mai vội vàng hỏi. Cũng có chút khoảng cách với trận địa, tin báo không thuật lại chi tiết. Bổn vương cũng không biết giờ tình hình thực hư thế nào. Nhưng ta đã làm một trận đánh nhỏ. Từng đánh một trận rồi ư. Thương Mai kinh hãi, chiến trường là nơi chém giết, là nơi tàn khốc tăm tối nhất trong thiên hạ. Mỗi đêm nàng ta nằm trên giường đều lo nghĩ không thôi. Đừng lo, quân tiên phong gặp phải hơn trăm tên quân địch, chắc là dò đường nhưng đều đã tóm gọn. Có tin gì mới lập tức báo cho ta biết. Thương Mai nói. Tráng Tráng an ủi, ngươi yên tâm đi. Lão thất có kinh nghiệm phong phú trên chiến trường, là lão tướng quân già đời, không có việc gì đâu. Thương Mai miễn cưỡng cười đáp, đúng vậy, ta không lo, hắn cũng đâu phải lần đầu xuất chinh. Tráng Tráng kéo tay cô, thật sự không sao đâu,
không phải ta an ủi ngươi chứ, lão thất chọn làm thống soái xuất chinh thì nhất định phải nắm chắc phần thắng trong tay. Thương Mai gật đầu, ta biết. Nhất định nắm chắc nhưng không phải chắc 10 phần. Hơn nữa, chuyện chiến trường biến hóa khôn lường, ai cũng không thể tự tin mình bất khả chiến bại. Nguyên soái Tần Chu kia nghe nói rất lợi hại, ngươi có biết gì về nàng ta không? Thương Mai hỏi Lương Vương. Lương Vương đáp, Bắc Mạc là quốc gia trọng võ, võ tướng ở Bắc Mạc có địa vị rất cao, Tần Chu, nói cách khác, thế lực của Tần gia ở Bắc Mạc vô cùng lớn, đến cả hoàng đế cũng phải kiêng nể. Mặc dù ở Bắc Mạc, vua đứng đầu nhưng cũng phải nể nàng ta 3 phần. Về phần Kỳ Vương, hắn và Tần Chu bất đồng phe phái, nghe nói hai người cũng âm thầm giao thủ vài lần, hắn đều chịu tổn thất dưới tay Tần Chu. Người này không đơn giản, tuy là nữ nhân nhưng còn lợi hại hơn nam nhân rất nhiều lần. Ta nghe nói nàng ta đánh trận ít khi bại trận, có thật không? Đúng thế, gần như nàng ta chưa từng bị đánh bại, nhưng ta nghe nói nàng ta cực sợ một người. Là ai? Công chúa Ý Lễ của Nam Lương. Nam Lương, công chúa Ý Lễ, là Ý Nhi hả? Thương Mai nhất thời rối loạn, sao lại tòi đâu ra một Lương quốc thế này? Không không, Lương quốc có hai vị, một người ở Bắc Lương, người còn lại ở Nam Lương. Đất Bắc Lương là Tống gia làm chủ. Còn Nam Lương là phần Lý gia. Cô công chúa Ý Lễ của Nam Lương này người ta đồn đại, nói nàng ta là bị Thanh Hà quận chúa nhập vào sau khi chết. Nhưng chỉ là lời đồn đại, không đủ bằng chứng. Thời điểm Bắc Mạc và Nam Lương giao đánh, cô này đã bại dưới tay công chúa Ý Lễ. Chương 485, Bảo Trọng. Mau nói cho ta biết, Ý Lễ công chúa đánh bại Tần Châu bằng cách nào? Thương Mai vội vàng hỏi, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, Tần Châu lợi hại như vậy. Tốt hơn là nên điều tra nhiều hơn về nàng ta. Là sứ thần Bắc Mạc đến Nam Lương, trong buổi quốc yến, Ý Lễ công chúa cưỡi ngựa thắng nàng ta, mà trong phương diện quân sự, Tần Châu cố ý làm khó đều được Ý Lễ công chúa giải quyết lần lượt. Thương Mai không khỏi thất vọng, đó chỉ là nói miệng thôi đúng không? Ngoài miệng thì nói vậy chứ trên chiến trường cũng chưa chắc sẽ như thế. Nhưng Tần Châu sợ rồi, nàng ta danh tướng một đời lại sợ tài thao lược quân sự của công chúa hoàng thất. Nếu chỉ là nói miệng thôi thì nàng ta sẽ sợ chắc. Lương Vương hỏi. Có tài liệu gì về phương diện này không? Thương Mai cảm thấy hắn nói có lý. Có thì có nhưng phải tìm, người định làm gì? Nghiên cứu một chút. Được, bản vương cho người mang vào cung cho ngươi. Lương Vương đáp. Ngày hôm sau, Lương Vương lệnh cho người mang tài liệu đến cho Thương Mai. Thật ra cũng chẳng có nhiều thông tin lắm. Vì Ý Lễ công chúa và Tần Châu không có so tài nhiều. Nhưng chuyện trên quốc yến thì đã được ca tụng. Tuyên Dương. Thương Mai nghiên cứu những ví dụ lý luận suông của hai người không khỏi cảm thấy Ý Lễ công chúa này rất lợi hại, cho dù là bày binh bố trận cũng rất tốt. Chẳng trách Tần Châu lại sợ. Mặc dù chỉ là lý luận suông trên giấy nhưng Thương Mai cũng có thể nhìn ra được đại khái phương thức chiến đấu của Tần Châu. Nàng ta rất mạnh bạo, dám nghĩ dám làm, không thể tấn công mạnh mẽ bằng vũ lực vì đối phương binh hùng tướng mạnh, thực lực chênh lệch rất nhiều. Nhưng Tần Châu sợ chiến thuật và chiến tranh du kích. Nàng ta sẽ dùng một lực lượng lớn để chèn ép, như vậy chiến tranh du kích sẽ không có hiệu quả. Cô lại tìm kiếm thêm tài liệu để nghiên cứu phương thức chiến đấu của Tần Châu, phát hiện đúng là như vậy. Cô viết cho Mộ Dung Khanh một bức thư rồi yêu cầu người của trạm dịch lập tức gửi đi. Nhưng sau khi gửi đi cô bỗng nhớ trước khi xuất chinh Mộ Dung Khanh đã nói để Tiêu Hầu gia và 20 tướng quân Trần gia làm con giận, chắc hẳn cũng sẽ đánh du kích. Thương Mai không khỏi bật cười, hai. Cô lo lắng cho hắn đúng là làm chuyện dư thừa mà. Đúng như Tráng Tráng nói, hắn là lão tướng, sao có thể không tìm hiểu phương châm tác chiến của địch trước chứ? Chỉ là cô thật sự canh cánh trong lòng, những ngày tháng êm đềm cũng thật khó khăn. Doanh trại quân đội Bắc Kiều. Từ ngày ra quân đến giờ đã hơn nửa tháng. Hai bên đều án binh bất động, giữ chiến tuyến Bắc Kiều, vì thị trấn Bắc Kiều có lợi thế tác chiến, ba mặt là núi bao quanh. Muốn tấn công vào Bắc Kiều chỉ có một con đường duy nhất, đó là quan đạo phía Tây Bắc. Quan đạo được núi cao vây kín, quân đội Đại Chu đã chiếm hai bên mặt núi, nếu quân đội của Tần Châu tiến đến sẽ lọt vào trận địa mai phục. Đương nhiên Tần Châu sẽ không vội vàng tấn công, nàng ta phải tìm cách né tránh quan đạo. Ba người Tiêu Thác, Tô Thanh và Mộ Dung Khanh đang ở trong doanh trướng, bàn bạc chiến lược thì thấy Nghiêm Vinh vén trướng lên đi vào, có thư riêng từ Kinh Thành. Thư từ Kinh Thành được chia ra thư quân hàm và thư riêng, thư quân hàm đương nhiên là thư của triều đình hỏi thăm tình hình chiến đấu, còn thư riêng thì là thư từ người nhà tướng quân, là thư nhà. Lại có thư, phiền không cơ chứ, Tiêu Thác ngoài mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn nhưng hai mắt lại sáng ngời,
vì từ khi đóng quân ở Bắc Kiều, ngày nào Loan Loan cũng gửi cho hắn một bức thư. Hắn đưa tay ra muốn giật lấy thư trong tay Nghiêm Vinh, nhưng Nghiêm Vinh lại khéo léo tránh được, đừng làm phiền nữa, không phải của ngươi. Tiêu Thác giật mình, không phải của ta. Vậy là của ai, còn ai có thể viết thư rồi gửi tới nữa? Nghiêm Vinh đưa cho Mộ Dung Khanh, là Vương Phi viết cho Nguyên Soái. Hả, Vương Phi cũng biết viết thư, nàng biết chữ rồi hả? Tiêu Thác bĩu môi, nói với giọng chua loét, vậy sao ta không có? Hôm qua cũng không có, Trần Loan Loan làm cái gì vậy sao không viết thư cho ta? Chẳng phải vừa nãy ngươi còn nói phiền phức à? Tô Thanh trêu ghẹo. Mộ Dung Khanh mở thư ra, Tiểu Hồng dòm tới định đọc, viết gì vậy? Mộ Dung Khanh đẩy cái đầu hắn ra, tránh ra một bên đi, chuyện bí mật khuê phòng của người ta là thứ mà ngươi có thể đọc à? Bí mật khuê phòng cái gì chứ? Hai người thì có chuyện gì? Tiêu Thác hậm hức ngồi xuống, liếc nhìn Nghiêm Vinh, có phải ngươi giấu thư của ta đi rồi không hả? Đúng đó, giấu nhiều lắm này, ta mang đi cho các tướng sĩ đọc rồi, thú vị lắm chứ đùa. Nghiêm Vinh trêu hắn. Tiêu Thác khịt mũi, biết ngay là nha đầu đó mải chơi quên mất ta mà. Được rồi, trên chiến trường mà lại cứ nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường, có ra thể thống gì không hả? Tô Thanh không khỏi lắc đầu, cho nên nói đàn ông không nên thành thân là tốt nhất, một khi dính tới nữ nhi tình trường sẽ khiến anh hùng khí đoản. Tiêu Thác chống má, đúng thế thật, hay là ta về Hòa Ly cho rồi. Tô Thanh kêu khổ, trời ơi, này, tổ tông của ta, đừng, ngươi về Hòa Ly xong chẳng phải lão thái quân sẽ vặn đầu ta xuống luôn à. Nghiêm Vinh mặc kệ hai người họ, nửa tháng nay lúc nào tinh thần cũng căng thẳng, hiếm khi tìm được chủ đề thư thái thoải mái. Vương gia, Vương Phi nói gì? Nghiêm Vinh không nghĩ Vương Phi gửi thư tới chỉ để nói mấy lời đường mật. Mộ Dung Khanh cất thư đi rồi cười nói, không có gì, chỉ nói là nhớ bản vương thế nào thôi. Không tin. Ba người đồng loạt lắc đầu, đôi này cũng không hơn người khác, ít nhất họ không thể tưởng tượng được trong thư Vương Phi lại nói nhớ lang quân đi xuất chinh như thế nào. Chỉ nghĩ thôi đã nổi da gà. Mộ Dung Khanh hờ hững liếc nhìn bọn họ rồi nói, Thương Mai gửi thư tới nói Tần Châu không am hiểu đánh du kích. Sao nàng ấy biết, Tô Thanh kỳ lạ hỏi. Nàng nghiên cứu sách lược tác chiến của Tần Châu phát hiện ra điểm này nên gửi thư nói cho bản vương. Mộ Dung Khanh cảm thấy ấm áp. Kiêu ngạo nghĩ rằng hắn không chỉ chiến đấu một mình. Vương Phi đúng là toàn năng, sau này gọi nàng là Mai toàn năng. Tô Thanh cười nói. Ta không tin, sao Vương Phi còn hiểu cách đánh trận chứ? Tiêu Thác luôn cảm thấy Mộ Dung Khanh đang bịa chuyện, sao một nữ tử lại hiểu biết nhiều như vậy? Tự xem đi, Mộ Dung Khanh đưa thư cho Thái tử. Tiêu Thác cầm lấy đọc, đúng là thật này, Vương Phi đúng là có bản lĩnh. Nhưng sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Khanh. Đáng thương nói, sao cả bức thư không có một câu nhắn nhủ riêng nào. Dù là một câu nhớ người cũng không viết thế. Cút sang một bên, Mộ Dung Khanh cướp lại bức thư rồi đẩy Tiêu Thác ra. Tiêu Thác che miệng cười trộm, phu thê cái gì? Bạn đồng liêu thì đúng hơn chứ. Tiêu Thác, Mộ Dung Khanh nghiêm nghị ra lệnh, người lập tức dẫn người ra ngoài điều tra, trước khi mặt trời lặn không được phép về. Đây là điển hình của vui quá hóa buồn. Tô Thanh tuét miệng cười lớn. Khóe miệng ngoác tới tận mang tai. Sau khi ba người đi, Mộ Dung Khanh lại lấy thư Thương Mai gửi ra nghiên cứu kỹ lưỡng. Trước kia đúng là hắn đã định đánh du kích nhưng vì thấy đối phương chèn ép một lực lượng quân đội lớn tới nên hắn đã thầm thay đổi kế hoạch, định sau khi hợp lại sẽ đánh toàn lực, nhưng thư của Thương Mai đã khiến hắn bình tĩnh lại. Không thể xuất kích toàn lực vì cơ hội thắng không cao, cho dù có thể miễn cưỡng thắng nhưng thương vong chắc chắn sẽ rất nhiều, Đại Chu còn phải mang quân đi đối phó dân tộc Tiên Bi. Không thể quyết chiến sống mái với Tần Châu được. Mai toàn năng, may là có nàng nhắc nhở bản vương, nếu không đúng là bản vương sẽ không giữ được bình tĩnh nữa. Mộ Dung Khanh cất thư đi rồi nhẹ nhàng nói. Ngẫm nghĩ một lúc rồi hắn lệnh cho Nghiêm Vinh chuẩn bị giấy bút, nghiên mực, hắn muốn hồi âm. Hắn suy nghĩ rất lâu, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không quen viết ra, mà nói trực tiếp cũng chẳng nói được. Cuối cùng hắn chỉ cắn răng viết hai chữ, bảo trọng. Chương 486, Nam Hoài Vương đáng thương. Bức thư được tình báo đưa về, tình báo này men theo dọc đường gửi về, tới trạm dịch thì đổi ngựa, ba ngày sau bức thư đến tay Thương Mai. Khi Thương Mai nhìn thấy hai chữ bảo trọng nghênh ngang trên đó thì dở khóc dở cười. Thật keo kiệt, đến dấu chấm câu cũng không cho thêm một cái. Ai bảo cô vẫn thích cái tính này chứ? Sau khi Dạ Vương bị quấy rối một lần thì ngược lại danh tiếng lại tăng lên. Trong chiều nói gì cũng có người nghe lọt.
vị vương gia nhàn tản này có thể lăn lộn được tới hôm nay cũng không dễ gì. Nhưng hắn vẫn phải tiếp tục chạy như điên trên con đường tìm chỗ chết này. Hôm nay hắn vào cung thăm hoàng đế ôm yếu miễn cưỡng gắng gượng tỉnh táo nói chuyện với hắn, nói được một lát thì Dạ Vương đạt được mục đích, trục xuất Nam Hoài Vương khỏi kinh thành. Ban đầu hắn định ở lại kinh thành để thành thân nhưng sau đó lại nhận được ý chỉ bảo hắn về Nam Quốc thành thân. Cuối cùng Hoàng Thái Hậu qua đời nên hắn ở lại kinh thành giữ đạo hiếu, nhưng bây giờ Quý Thái Phi đã chuyển vào Từ An cung giữ đạo hiếu thay hắn. Người làm nhi tử con thứ như hắn cũng chẳng có việc gì, đi thì đi mà ở thì ở. Nam Hoài Vương lại nhận được lệnh trục xuất lần nữa, nhưng lần này hắn không tức giận cũng không sốt ruột, hắn đã đoán trước được ngày này nên cũng đã có chuẩn bị. Hắn muốn ở lại kinh thành thì sẽ có cách. Vì thành nghiệp lớn, hắn có thể không tiếc giá nào. Bây giờ chiến tranh căng thẳng, đương nhiên trong thành không thể giữ hắn ở lại nữa. Hắn đến viện của Tôn Phương Nhi, hắn đã cho người quấy rối người giám sát Tôn Phương Nhi để bảo đảm cuộc trò chuyện không bị ai nghe thấy. Vương gia muốn ở lại kinh thành, xem ra đã không còn cách nào nữa rồi. Tôn Phương Nhi nghe xong ý định của hắn thì nói thẳng luôn. Không phải là đã hoàn toàn hết cách, chỉ là nàng đã hơi nản lòng, không muốn tốn công suy nghĩ nữa mà thôi. Không phải bảo ngươi làm. Ngươi cho bản vương một loại cổ độc, bản vương muốn khiến một người phát độc rồi chết trong 5 ngày. Nam Hoài Vương nói, trong vòng 5 ngày, Tôn Phương Nhi ngớn mày, vương gia muốn hạ độc ai? Ai chết thì bản vương mới có thể ở lại kinh thành. Nam Hoài Vương cười lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Giờ phút này, một là Quý Thái Phi chết, hai là Hoàng đế chết, nhưng hắn muốn hạ cổ Hoàng đế gần như là không có khả năng. Hắn phải ra tay với mẫu thân mình. Tôn Phương Nhi rũ mắt xuống, tại sao lại phải độc phát trong 5 ngày? 3 ngày nữa bản vương sẽ rời kinh, 2 ngày sau khi bản vương đi bà ấy phát độc, sẽ không có ai nghi ngờ bản vương. Hơn nữa 2 ngày này bản vương không đi được xa, về kinh cũng không mất bao nhiêu thời gian. Trên mặt Tôn Phương Nhi hiện lên một nụ cười lạnh lùng, vương gia suy nghĩ thật thấu đáo. Nam Hoài Vương đưa tay ra vuốt ve mặt nàng, đôi lúc bản vương thật sự rất thắc mắc tại sao Mộ Dung Khanh lại không có chút cảm giác nào với ngươi. Ngươi xinh đẹp hơn Hạ Thương Mai biết bao. Vương gia muốn nói gì? Tôn Phương Nhi cảm thấy hơi không thoải mái khi bị hắn vuốt ve, nàng ta vô thức lùi về phía sau. Ta muốn nói Mộ Dung Khanh không chọn ngươi là tôn thất của hắn, chẳng phải ngươi cũng vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Ngươi cũng luôn muốn chứng minh cho hắn, lần này mẫu phi chết, hắn cũng sẽ chết, đúng không? Nam Hoài Vương nhìn chằm chằm vào nàng. Sắc mặt Tôn Phương Nhi hơi thay đổi, ý vương gia là gì? Nam Hoài Vương cười khẩy, đừng tưởng bản vương không biết, Phương Nhi, ngươi dùng đồng mệnh cổ với Mộ Dung Khanh, nhưng không phải là giữa bản vương và hắn, mà là mẫu phi và hắn, đúng không? Là mẫu phi bảo ngươi làm như vậy, vì bà ta vẫn luôn đề phòng có một ngày Mộ Dung Khanh sẽ ra tay với mình. Sắc mặt Tôn Phương Nhi tái nhợt, cúi đầu không nói. Ngươi đừng sợ, bản vương sẽ không trách ngươi phản bội bản vương, thực ra ngươi đã làm rất tốt. Nếu đến cuối cùng bản vương không giết được Mộ Dung Khanh thì giết mẫu phi cũng có thể đạt được mục đích. Nam Hoài Vương vỗ nhẹ lên mặt nàng, nhưng giấu bản vương một lần là đủ rồi, ngươi là người thông minh, chắc cũng biết bản vương đã sớm biết chuyện này và sẽ giết ngươi, nếu không ngươi cũng không đi tìm Hạ Thương Mai nhờ nàng bảo vệ ngươi. Tôn Phương Nhi không thể tin được, vương gia đã biết cả rồi sao? Bản vương dốc sức cho thế lực của mình ở trong kinh thành bao nhiêu năm? Ngươi cho rằng bản vương chỉ có thể dựa vào mẫu phi và ngươi thôi sao? Nam Hoài Vương cười rộ lên. Bên Hạ Thương Mai có người của vương gia. Tôn Phương Nhi thật sự không thể tin được. Hạ Thương Mai vẫn luôn cẩn thận, sao có thể bị gài người bên cạnh mà không biết? Nam Hoài Vương chỉ cười không nói, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ lạnh lùng, âm trầm mà hung dữ. Tôn Phương Nhi nói, vương gia cho ta nửa ngày, ta sẽ đưa cổ trùng cho người. Bản vương ở đây đợi ngươi. Nam Hoài Vương không vội, hắn tin Tôn Phương Nhi sẽ không dám phản bội mình nữa, suy nghĩ của nô tính chính là như vậy, bị giam cầm, phản bội chỉ là muốn tìm cho mình một lối thoát tốt hơn, nhưng bây giờ nàng đã biết bên mẫu phi không còn lối thoát cho mình nữa nên chỉ có thể nghe lệnh từ hắn mà thôi. Cổ độc phát tác trong 5 ngày thật ra không cần đến nửa ngày mới có, cổ độc nàng nuôi muốn phát độc lúc nào có thể phát độc lúc đó, nàng có thể kiểm soát được. Nhưng nàng hơi do dự. Không phải nàng thương hại Quý Thái Phi, mà là cảm thấy làm vậy còn có ý nghĩa gì. Mộ Dung Khanh chết rồi, nàng sẽ chứng minh bản thân với ai. Trái tim như bị khoét một lỗ, trống rỗng. Mẫu thân nói từ nhỏ nàng đã là một nha đầu bướng bỉnh,
chuyện đã xác định thì sẽ đâm đầu làm đến cùng, đụng vào tường nam cũng không quay lại. Từ ngày Mộ Dung Khanh tuyên bố ghét mình nhưng nàng ta vẫn không chịu từ bỏ, nàng ta đã biết mình rất cứng đầu. Nhưng có cách gì đâu, nàng không kiểm soát được bản thân. Nàng yên lặng ngồi trong phòng dược, trong tay cầm một lọ độc cổ, rồi lại ném một chút thuốc độc vào. Những con độc cổ này ăn thuốc độc mà lớn, lượng độc cũng được khống chế, cả đời nàng chỉ có một chút bản lĩnh này nhưng lại dùng để hại người mình từng yêu. Nghĩ đến giọng điệu dứt khoát của Mộ Dung Khanh, trái tim nàng trở nên lạnh lẽo cứng rắn, nàng ở đây thương hại hắn, hắn có biết không? Cho dù biết thì hắn cũng vẫn sẽ khinh thường, trong lòng hắn chỉ có Hạ Thương Mai. Hạ Thương Mai, một nữ nhân không gì có thể sánh được nàng, rốt cuộc có điểm gì đáng để hắn thích chứ? Không chỉ hắn mà còn có rất nhiều người cũng thích Hạ Thương Mai. Cũng tốt, chết cũng được, chết rồi sẽ chẳng ai có được hắn nữa. Nàng ta cầm lọ đi ra. Lấy một con hòa vào rượu rồi uống, 5 ngày sau bà ta sẽ đột tử. Nam Hoài Vương nhận lấy, nở nụ cười đắc thắng, được, yên tâm, sau khi bản vương hoàn thành chuyện này sẽ không thiếu phần của ngươi. Cảm ơn vương gia, Tôn Phương Nhi phúc thân, trên mặt vẫn là vẻ cung kính nhưng trong mắt lại rất lạnh lùng. Nàng ta biết Nam Hoài Vương lấy cổ độc đi nhất định không chỉ để giết một mình Quý Thái Phi. Cổ độc này giết chết một người trong vòng 5 ngày, chắc chắn sẽ có dấu hiệu trúng độc, đến lúc đó điều tra ra, ai là người bị nghi ngờ nhất. Có điều nàng ta chẳng muốn quan tâm, vì nàng ta không thích Hạ Thương Mai, tốt nhất là Hạ Thương Mai cũng chết luôn đi. Chết hết đi cho sạch sẽ. Nàng ta nhìn Nam Hoài Vương đắc ý rời đi, trong lòng không khỏi lặng lẽ thở dài. Cách để hắn ở lại kinh thành chỉ có người chết và phải là người thân của hắn chết. Đáng buồn biết bao. Chương 487, độc trùng 5 ngày. Ngày hôm đó, Nam Hoài Vương hiếm thấy ở lại Từ An Cung. Không nghĩ tới, con vẫn phải rời kinh, kế hoạch của chúng ta, rốt cuộc lúc nào mới có thể thành công. Quý Thái Phi đã không nhịn được nữa rồi, bà ta chờ quá lâu, từ ngày vào cung trở đi luôn muốn ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, hôm nay... Hoàng Thái Hậu đã chết rồi, bà ta vẫn không thấy hy vọng. Mẫu Phi không cần vội vàng, hiện nay trước mắt đất nước gặp nạn, vào lúc này con trai cũng không động được, động chính là kẻ gian hại nước, để lại tiếng xấu như vậy, khó mà danh chính ngôn thuận lên ngôi, nhiều năm như vậy chúng ta cũng chờ được, chờ thêm một chút lại ngại gì chứ. Nam Hoài Vương an ủi. Quý Thái Phi quả thật tâm luôn phập phồng, không phải Mẫu Phi không thể đợi. Mà là đến hôm nay trong cung vẫn nằm trong bàn tay của Hạ Thương Mai và Mộ Dung Tráng Tráng, Trần gia lão thái bà kia luôn tới theo dõi, nhiều lần ai ra thật muốn giết bà ta. Mi tâm Nam Hoài Vương động một cái, giết bà ta. Còn không phải sao, bà ta một ngày đều ở đây, ai ra nếu muốn hạ độc, là chuyện dễ dàng. Quý Thái Phi hừ lạnh, nếu không phải thấy Trần gia khó dây dưa, cộng thêm chết ở trong Từ An Cung, ai ra thoát không khỏi liên quan, đã sớm hạ sát thủ. Nam Hoài Vương từ trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc, đây là con trai hôm nay đi xin Phương Nhi, giấu trên người, để ngừa bất cứ tình huống nào. Mẫu Phi, người hạ độc ngay trong canh, người và bà ta cùng nhau uống, nhưng trước đó người ăn giải dược, 5 ngày sau, bà ta thì sẽ nổ tung mà chết. Đây là độc dược, Quý Thái Phi cầm lấy, đổ ra nhìn một chút, Phương Nhi không phải giỏi dùng cổ độc sao? Đây là độc dược gì? Đây là cổ độc, bọc bên trong đều là trứng trùng, sau khi ăn vào. Nếu không có giải dược, trứng trùng sẽ lớn lên, 5 ngày sau, có thể đoạt tính mạng con người. Quý Thái Phi mừng rỡ, được, con lập tức đi hỏi Phương Nhi lấy giải dược, ai ra trước hết ăn giải dược, giải quyết Trần lão thái bà kia. Nam Hoài Vương giơ ly lên, màu sắc thâm trầm, mẫu phi, Trần gia lấy lão thái quân làm trọng, bà ta chết, Trần gia tiêu tan, sau này, chúng ta lại bớt đi một kẻ địch. Con nói đúng vẻ mặt Quý Thái Phi tươi cười, a phúc, tới đây. Mang rượu ngon năm xưa lên, hiếm khi vương gia hôm nay rảnh rỗi, mẹ con chúng ta phải cùng nhau uống một ly. Mẫu phi còn cất giấu rượu ngon, Nam Hoài Vương cáu giận, sớm nên lấy ra. Quý Thái Phi than thở một tiếng, cái này vốn là năm xưa giấu, ban đầu là cho chuẩn bị cho anh con, lúc ấy ai ra cùng tiên đế đều cảm thấy hắn rất có tiền đồ, không nghĩ tới, hắn làm phản như vậy, cũng được, tất cả hy vọng của ai ra hiện giờ đều ký thác trên người con, rượu này, uống với con. A Phúc cầm tới trúc diệp thanh năm xưa, mở ra đất vàng ém trên miệng ngửi được mùi rượu xông vào mũi, mùi thơm hơn người làm cho người ta ngửi một chút là chìm đắm rồi. Rượu ngon, Nam Hoài Vương mừng rỡ, hắn cũng rượu thật ngon, lại không phải là rượu ngon không uống. Giống như Mộ Dung Khanh vậy, tuy nói cũng là rượu ngon,
nhưng hắn chó má rác rưởi gì cũng có thể bỏ vào trong miệng, chỉ một điểm này, vẫn luôn để cho hắn rất coi thường. Quý Thái Phi tự mình rót rượu cho hắn, hỏi, người bên kia nghĩ ra cách giữ lại kinh thành chưa? Nam Hoài Vương nói, hôm nay Hoàng thượng tuy nói không hạ chỉ để cho con trai trở về Nam Quốc, nhưng có ý như vậy rồi, lại có lão cửu cũng ở trên điện nói, con trai làm thế nào cũng phải đi một chút, mượn danh giữ hiếu lưu ở kinh thành, mấy ngày này con trai cũng lung lạc được không ít người, cho nên, nhiệm vụ của lần này coi như đạt thành, trở về cũng không gấp. Ừ, con tạm thời trở về cũng được, sau khi trở về, con cũng nên chiêu binh mãi mã, chuẩn bị thật tốt một phen. Con trai đã biết, Nam Hoài Vương trả lời. Tới đây, mẫu phi kính con một ly, chúc mừng đại sự của chúng ta sớm ngày sẽ thành. Quý Thái Phi nâng ly, Nam Hoài Vương cùng bà ta cũng ly uống một hết hớp. Hắn buông ly xuống, nói, mẫu phi, độc trùng 5 ngày này vẫn phải mau chóng cho Trần Thái Quân uống vào, người này hết sức khôn khéo, thời điểm ngài bỏ thuốc phải đặc biệt chú ý, phàm là bà ta có lòng cảnh giác, ngài cũng không nên mạo hiểm làm. Yên tâm đi. Người có tâm lại cố ý giả vô tâm, bà ta thế nào cũng không phải là đối thủ của ai ra. Quý Thái Phi tràn đầy tự tin nói, con chắc chắn độc trùng 5 ngày đưa cho ai ra là có giải dược sao? Đương nhiên là có, không tin ngài truyền Phương Nhi vào cung hỏi một chút là biết. Nam Hoài Vương chắc chắn trả lời. Vậy thì không cần thiết, con chỉ để ý đưa giải dược cho ai ra là được, ai ra chờ cơ hội hạ thủ. Được, con trai ngày mai vào cung giao cho ngài. Nam Hoài Vương nói. Hôm sau, hắn quả nhiên cầm giải dược vào cung cho Quý Thái Phi, mẫu phi, ngài phải nhớ kỹ, trước hết uống giải dược, rồi mới uống độc tử, thứ tự trước sau không thể loạn, nếu không, giải dược không có hiệu quả. Ừ, ai ra nhớ rồi, Quý Thái Phi cầm trong tay viên giải dược kia, tay lại hơi run rẩy, sắc mặt cũng rất mất tự nhiên. Mẫu phi, ngài sao vậy? Nam Hoài Vương phát hiện bà ta không đúng, hỏi. Quý Thái Phi hít hít mũi, không biết chuyện gì. Hôm nay cảm giác đầu nặng chân tay nhẹ, chút nữa truyền ngự y tới xem một chút. Là bị lạnh sao, sau này con trai không có ở đây bên cạnh, người phải chú ý sức khỏe của người. Quý Thái Phi nhìn hắn, nhẹ nhàng thở dài, ai ra mạng khổ, sinh được hai con trai, nhưng giống như không có vậy. Mẫu phi đừng nói lời ngốc nghếch, con trai chỉ là tạm thời rời đi, cuối cùng sẽ trở lại. Đúng vậy Quý Thái Phi nhìn hắn, con sẽ trở lại. Ngày mai con trai phải rời kinh rồi, mẫu phi bảo trọng thân thể thật tốt. Nam Hoài Vương vừa nói đứng dậy, quỳ trên đất, nặng nề dập đầu ba cái, mẫu phi thân thể không khỏe, con trai không thể bầu bạn ở bên cạnh, con trai thẹn trong lòng. Quý Thái Phi ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thản nhiên đón nhận ba cái dập đầu vang dội của hắn, sau đó mới đưa tay kéo hắn đứng lên, ai ra luôn cảm thấy, lần này con không đi được. Mẫu phi tại sao lại cảm thấy như vậy? Trong lòng Nam Hoài Vương thầm giật mình. Trên mặt lại không gợn sóng. Không biết tại sao, chẳng qua là có cái trực giác này, cảm thấy lần này con không đi được. Quý Thái Phi cười, nụ cười lạnh như băng. Nam Hoài Vương nhìn bà ta, trong đầu cảm giác dựng lông, bà ta sẽ không biết cái gì chứ. Phương Nhi hẳn sẽ không nói bậy bạ. Thế nhưng vì lý do cẩn thận, thời điểm hắn rời khỏi Từ An Cung, vẫn hỏi cung vệ một chút, Tôn Phương Nhi tối hôm qua và hôm nay có vào cung không? Hồi vương gia, chưa từng thấy. Cung vệ nói, Nam Hoài Vương lúc này mới yên tâm, Tôn Phương Nhi không vào cung, mẫu phi cũng không ra khỏi cung, hai người bọn họ chưa từng chạm mặt, nghĩ đến chuyện này là đã nắm chắc chín 10 phần rồi. Hôm sau rời cung, trước tiên hắn tới bái biệt Quý Thái Phi. Vừa vặn, Trần Thái Quân cũng sáng sớm đã tới rồi. Trần Thái Quân cũng ở đây à? Nam Hoài Vương mỉm cười. Lão thân nghe vương gia muốn rời kinh, sợ Quý Thái Phi thương tâm, cố ý tới bầu bạn. Thái Quân có lòng, Nam Hoài Vương nói. Vương gia khách khí, lần đi Nam Quốc này đường xá xa xôi, vương gia trên đường bảo trọng. Đúng là đường xá xa xôi, nhưng quen rồi, lần đi lại này xem như du lịch. Trần Thái Quân cười khẽ, loại tâm thái này của vương gia thật đáng quý, lão thân kính nể. Bà ta đứng dậy, lão thân đi ra ngoài trước, tránh làm trở ngại mẹ con Quý Thái Phi cùng vương gia nói lời từ biệt. Nói xong, đi ra ngoài. Chương 488, rượu vào lời ra. Nam Hoài Vương thấy bà ta đi ra ngoài vội hạ giọng nói với Quý Thái Phi, mẫu phi, hôm nay là thời cơ tốt, ngài phải nắm lấy cơ hội. Quý Thái Phi nhìn hắn ta, yên tâm đi, con cứ rời kinh trước đã nhưng đừng đi xa, ở gần xung quanh đây thôi, hai ngày sau ai ra sẽ cho người đón con trở về. Nam Hoài Vương khẽ giật mình, mẫu phi có cách để con ở lại à?
Đúng vậy, đương nhiên là có cách rồi. Quý Thái Phi nở nụ cười tự đắc, con cứ tạm rời đi trước đã. Vậy, Nam Hoài Vương tiến lên phía trước một bước, mẫu phi nói cho con biết một chút đi, cách gì vậy? Sốt ruột cái gì chứ? Con chỉ cần đợi tin tức là được, nhớ là không được đi xa tránh cho lúc trở về lại tốn thời gian. Trong lòng Nam Hoài Vương hơi thấp thỏm, hắn ta luôn cảm thấy chuyện này quá mức thuận lợi. Để đề phòng, sau khi hắn ta rời cung lập tức dặn dò tử sĩ, nếu như Quý Thái Phi không ăn đủ 5 ngày độc trùng thì bằng mọi giá phải giết chết bà ta. Tôn Phương Nhi không rời đi cùng Nam Hoài Vương bởi vì hắn ta rời đi chỉ là vỏ bọc và 2 ngày nữa sẽ lại trở về. Nếu Tôn Phương Nhi đi theo hắn ta thì chắc chắn những thị vệ kia cũng đi theo cùng luôn, không bằng không mang theo nàng ta đi cùng. Kể từ khi Tôn Phương Nhi cho Nam Hoài Vương độc trùng 5 ngày, trong đầu nàng ta luôn cảm thấy phiền chán, tâm thần không yên. Ngày hôm đó nàng ta đang đi dạo trên đường, lúc đi ngang qua đỉnh Phong Hào, nàng ta do dự một chút, cuối cùng vẫn đi vào. Hồ Hạnh Nhi được thông báo là Tôn Phương Nhi tới thì hơi kinh ngạc, cho người mời nàng ta đi vào. Sau khi Tôn Phương Nhi ngồi xuống cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng ngồi ở đó. Hồ Hạnh Nhi đang bận đến nỗi đầu bốc khói, quả thực không có thời gian ngồi im ở đó với nàng ta nên phá vỡ sự im lặng, hỏi, ngươi đến có chuyện gì không? Tôn Phương Nhi mờ mịt lắc đầu, không có gì, ta chỉ đi ngang qua thôi. Đi ngang qua, Hồ Hạnh Nhi nâng chung trà lên, cũng mời nàng ta uống, vậy uống ngụm trà trước đi đã, sắc mặt ngươi không tốt lắm, có phải thấy không thoải mái ở đâu không? Tôn Phương Nhi lại lắc đầu, không. Hôm nay Nam Hoài Vương rời kinh, ngươi không đi theo cùng à? Tôn Phương Nhi cầm lấy cái chén ngửi một cái rồi mới uống một ngụm, ngươi ước gì ta đi cùng hắn sao? Hồ Hạnh Nhi khẽ giật mình, lời này nói như vậy cũng được à? Ngươi không cần đanh đá như thế đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Hồ Hạnh Nhi nói, trong lòng nàng đang suy nghĩ xem làm thế nào để đuổi nàng ta đi mà không đắc tội với nàng ta. Nàng đang rất bận. Tôn Phương Nhi đặt chén trà xuống, thật xin lỗi, ta không cố ý nói như vậy. Không sao, Hồ Hạnh Nhi nói. Tôn Phương Nhi moi ruột gan định nói mấy lời với Hồ Hạnh Nhi nhưng lại không nghĩ ra có thể nói cái gì, có lẽ, nàng ta thật sự không phù hợp với việc giao lưu cùng người khác, nhân tiện nói ta đi đây, ta biết ngươi rất bận nên không làm phiền tới ngươi nữa. Hồ Hạnh Nhi đang ước gì nàng ta đi, nghe nàng ta nói như vậy lại cảm thấy kỳ lạ, Tôn cô nương. Có phải trong lòng ngươi đang có việc gì đúng không? Nếu không ngại thì ngươi có thể nói cho ta một chút. Tôn Phương Nhi suy nghĩ một chút, cũng không có việc gì. Thật sự không có. Ta muốn tìm người nói chuyện cùng nhưng lại không biết tìm ai, tìm ngươi nhưng ta cũng không biết nói chuyện gì với ngươi. Tôn Phương Nhi ngoan ngoãn nói. Hồ Hạnh Nhi dứt khoát đứng lên cầm lấy áo choàng, đi, cùng ta đi ăn chút gì đó đi, ta đói. Tôn Phương Nhi ồ một tiếng, đứng lên. Nhắm mắt theo đuôi đi cùng nàng ta, dáng vẻ lại có mấy phần giống như cô dâu nhỏ. Ra bên ngoài, gió lạnh thổi vù vù, Hồ Hạnh Nhi thấy nàng ta run rẩy thì nhíu mày nói, hôm nay lạnh như thế lạnh mà cô không mặc thêm áo bông hay áo choàng gì à? Thật sự là muốn đẹp đến mức không muốn sống nữa hay sao? Nàng khoác áo choàng của mình lên cho nàng ta còn tự tay buộc lên luôn, chất liệu của cái áo choàng này cũng không tốt lắm, ngươi mặc tạm đi. Tôn Phương Nhi hơi luống cuống, cái này. Ngươi không lạnh sao? Ta còn mặc thêm áo lông ở bên trong nữa nên có thể chịu lạnh, hơn nữa ta cũng rất khỏe mạnh, nhìn ngươi yếu đuối thế kia. Hồ Hạnh Nhi gọi xe ngựa tới rồi đỡ nàng ta lên. Dường như Tôn Phương Nhi rất hưởng thụ cảm giác ấm áp khi được người khác chăm sóc, nàng ta cúi đầu không nói chuyện nhưng vẻ mặt vô cùng nhu hòa. Hồ Hạnh Nhi đưa nàng ta đến tụ phúc lâu do Hồ gia mở, tìm một cái nhã gian trong hoa viên ngồi xuống. Trong phòng có đặt lò than nên vô cùng ấm áp. Hồ Hạnh Nhi nói, ngươi cởi áo choàng ra đi, ở đây ấm áp, tí nữa còn uống rượu nữa nên sẽ nóng. Tôn Phương Nhi đưa tay nới lỏng áo choàng, lắc đầu ta không uống rượu tôi cũng không nóng. Hồ Hạnh Nhi cười, được, ngươi thích là tốt rồi. Hồ Hạnh Nhi gọi tiểu nhị tới gọi món ăn, hỏi Tôn Phương Nhi, ngươi thích ăn gì? Tôn Phương Nhi nói, ngươi gọi gì cũng được. Hồ Hạnh Nhi mỉm cười, ngươi thật dễ tính. Nhưng trong lòng nàng ta lại oán thầm. Đáng ghét nhất là người nói ăn cái gì cũng được. Nàng ta gọi 3 món ăn đặc trưng của tửu lâu còn gọi thêm một bầu rượu ấm, tự nàng uống trước một chén, cả cơ thể đang lạnh cũng ấm hẳn lên, thấy Tôn Phương Nhi vẫn luôn nhìn mình nên rót cho nàng ta một chén, người cũng uống một chút đi. Uống chút thôi, Tôn Phương Nhi cầm lấy cái chén, cũng thật sự chỉ uống một chút, dùng bờ môi nhấp từng chút một.
Hồ Hạnh Nhi không khỏi bật cười, người sợ ta hạ độc à? Tôn Phương Nhi lắc đầu, không phải, uống rượu sẽ khiến người ta đánh mất lý trí, ta phải giữ tỉnh táo. Hồ Hạnh Nhi nghe lời này, đáy lòng hơi khác thường, nàng ta đã từng sống như vậy. Ở cùng ta ngươi không cần phải phòng bị quá nhiều như thế. Hồ Hạnh Nhi thật lòng nói, chỉ cần không hại đến người khác thì nàng cũng sẽ không quan tâm nhiều. Tôn Phương Nhi nghe xong thì ngơ ngác nhìn nàng, thốt ra, vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Tốt ư, Hồ Hạnh Nhi cảm thấy không hiểu lắm, ta cũng không đặc biệt đối tốt với ngươi mà. Nhưng ta chưa bao giờ được ai đối xử tốt như vậy. Sư phụ ngươi với mẫu thân ngươi đâu? Hồ Hạnh Nhi biết chuyện cũ của nàng ta, biết nàng ta đã hại sư phụ của mình, hại mẫu thân của Nhu Nhi cũng chính là mẫu thân của nàng ta. Tôn Phương Nhi lắc đầu, sư phụ không tốt với ta, ông ta luôn luôn đánh ta, còn mẫu thân. Tôn Phương Nhi trầm mặc một chút, bà ta tốt với ta nhưng lại không giống với Nhu Nhi, bà ta rất ít khi mắng ta nhưng lại mắng Nhu Nhi, ánh mắt bà ta nhìn Nhu Nhi rất cương triều còn nhìn ta lại rất khách khí. Hồ Hạnh Nhi nhìn nàng ta nhưng lại không muốn an ủi nàng ta, sư phụ của nàng ta đối xử với nàng ta như thế nào thì nàng không thể biết được, nhưng Tôn phu nhân đối xử với nàng ta rất tốt. Nhưng đây là chuyện của nàng ta, Hồ Hạnh Nhi không muốn hỏi. Hồ Hạnh Nhi chỉ nói là, có đôi khi, chúng ta muốn lấy được thứ gì đó thì phải cho đi thứ gì đó, giữa người với người cũng là như vậy, người muốn người khác thật lòng với người thì trước hết người cũng phải thật lòng với người ta đã. Thế giới này ngoại trừ phụ mẫu mình ra thì không có ai vô duyên vô cớ đối tốt với ngươi đâu. Lời nói này thật sự rất ngây thơ, rất nhiều người đều hiểu được nhưng Tôn Phương Nhi lại hiểu những đạo lý này rất hời hợt, Hồ Hạnh Nhi cảm thấy mình hơi thừa thãi. Nhưng nàng ta lại không thể không nói, dường như mình đã đánh giá cao năng lực của mình rồi. Nhưng khi Tôn Phương Nhi nghe thấy nàng nói những lời này vẻ mặt nàng ta lại hơi trầm tư, giống như nàng ta chưa hề biết đạo lý này. Tiểu nhị vừa hâm nóng một bầu rượu khác mang đến, cười híp mắt nói, trưởng quỹ, đây là rượu tiểu nhân tự mình ủ, ngài nếm thử đi ạ. Ngươi tự ủ à, vậy ta sẽ thử một chút, Hồ Hạnh Nhi cười nói. Ngài góp ý thêm giúp tiểu nhân, nếu không tốt thì tiểu nhân sẽ cải thiện thêm. Hắn ta rót rượu cho Hồ Hạnh Nhi. Hồ Hạnh Nhi uống một ngụm, chép miệng một cái sau đó tặc lưỡi thơm, không tệ, ít nhất là trưng cất qua ba lượt đúng không? Tiểu nhị cười nói, không. Là song trưng. Song trưng, Hồ Hạnh Nhi gật đầu, rất tốt, rượu này có thể treo biển hành nghề rồi đấy. Thật sao, tiểu nhị vui mừng khôn xiết, vậy lát nữa tiểu nhân sẽ nói với lý trưởng quỹ một tiếng. Đi đi, Hồ Hạnh Nhi mỉm cười nói. Tiểu nhị vui vẻ đi ra ngoài. Một màn này, Tôn Phương Nhi sửng sốt nhìn rồi hỏi Hồ Hạnh Nhi, hắn chỉ là một tiểu nhị, vì sao ngươi lại cho phép hắn ta cất rượu? Chương 489, có hy vọng. Hồ Hạnh Nhi nói, ai cũng muốn phấn đấu vươn lên, hắn ta không cam tâm chỉ làm tiểu nhị nên học cách cất rượu, hắn ta vừa thích làm lại vừa làm ra được tiền, con người đều nên làm những thứ mình thích, không phải sao? Cũng không phải ai cũng có thể làm chuyện mình thích, Tôn Phương Nhi phản bác. Đúng vậy, Hồ Hạnh Nhi nhẹ giọng thở dài, nhiều khi chúng ta cũng thân bất do kỷ, nhưng luôn có một hai chuyện chúng ta vẫn có thể làm, ví dụ như ta đây, ta rất bận rộn nhưng ta cũng thích nói chuyện phiếm với bằng hữu. Cho nên trong những lúc bận rộn ta vẫn cố gắng dành ra chút thời gian để nói chuyện với bằng hữu, giống như hôm nay nói chuyện phiếm với ngươi vậy. Trong lòng Tôn Phương Nhi hơi xúc động, ta vẫn cho rằng, người tiếp cận ta là có mục đích. Ở đâu có nhiều mục đích như vậy, người sống cả một đời, dù sao cũng phải sống một cách vui vẻ chứ. Tôn Phương Nhi chợt vươn tay ra giữ chặt lấy tay của nàng, Hồ Hạnh Nhi, ta nói với ngươi một việc, sau khi nói rồi ngươi có thể coi ta là bằng hữu thực sự của ngươi được không? Hồ Hạnh Nhi bị sự nghiêm túc đứng đắn của nàng ta dọa sợ, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu mà. Không, tuy ngươi nói là ngươi không có mục đích gì nhưng ít nhiều trong lòng ngươi vẫn không coi ta như bằng hữu chân chính của ngươi, ta muốn làm một chuyện để cho mình vui vẻ và cũng có thể để cho bằng hữu của ta vui vẻ. Lúc Tôn Phương Nhi nói câu nói này, trên mặt phát sáng, đáy mắt cũng phát sáng, tinh thần rất là phấn chấn. Ngươi nói đi, Hồ Hạnh Nhi hơi chột dạ, nàng ta đúng là một con hồ ly lão luyện. Nàng thật sự không thể coi Tôn Phương Nhi là bằng hữu được, ít nhất bây giờ không phải, cũng không phải không có mục đích gì mà tiếp cận nàng ta, chỉ là lui tới một chút, người làm ăn cũng không phải chỉ lui tới với bằng hữu của mình. Tôn Phương Nhi nói, đồng mệnh cổ, là Quý Thái Phi và Nhiếp Chính Vương chứ không phải Nam Hoài Vương và Nhiếp Chính Vương, hơn nữa vài ngày trước Nam Hoài Vương có hỏi ta để lấy độc trùng 5 ngày,
hắn ta muốn giết Quý Thái Phi chết rồi thì Nhiếp Chính Vương cũng nhất định phải chết. Hồ Hạnh Nhi giật nảy mình, người nói cái gì? Nam Hoài Vương muốn độc chết Quý Thái Phi. Đúng vậy, hơn nữa hắn ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để giá họa cho Hạ Thương Mai. Ta không thích Hạ Thương Mai, nàng ta chết cũng tốt nhưng ta biết nàng ta là bằng hữu của ngươi, nàng ta chết thì ngươi nhất định sẽ đau khổ, ngươi là bằng hữu của ta không muốn ngươi khổ sở. Hồ Hạnh Nhi kinh ngạc nhìn nàng ta, những lời Tôn Phương Nhi nói là sự thật. Nàng ta là người đơn thuần và thuần khiết như vậy sao? Không phải nàng ta là người am hiểu sử dụng mưu kế ư, không phải nàng ta cố ý nói những lời này để mình hoang mang đấy chứ. Bà ta uống thuốc độc khi nào? Hồ Hạnh Nhi hỏi. Ta không biết, bây giờ ta cũng không thể vào cung. Tôn Phương Nhi nói. Nhưng mà, Hồ Hạnh Nhi hơi nghi hoặc một chút, tại sao Nam Hoài Vương phải làm như vậy? Trước đó hắn ta vẫn cho rằng ta đã hạ đồng mệnh cổ cho hắn ta và Nhiếp Chính Vương. Nhưng không biết tại sao hắn ta lại phát hiện ra là ta hạ cổ cho Quý Thái Phi và Nhiếp Chính Vương, bây giờ Hoàng thượng nói muốn để hắn ta rời khỏi kinh thành, vì để ở lại, vì để giết chết Nhiếp Chính Vương cho nên hắn ta muốn giết chết Quý Thái Phi. Sau đó lấy danh nghĩa giữ đạo hiếu để tiếp tục ở lại trong kinh. Hồ Hạnh Nhi thật sự dở khóc dở cười, chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Hắn ta cũng không còn cách khác, Tôn Phương Nhi nói. Hồ Hạnh Nhi hỏi, kỳ thật ngươi và hắn ta là quan hệ như thế nào? Ngươi cũng sắp trở thành vương phi của hắn ta rồi, ngươi cũng biết làm như vậy là ngươi đang phản bội hắn ta. Không phải là ta phản bội hắn ta mà hắn ta đã đánh giá thấp Quý Thái Phi đã nhìn ra tâm tư của hắn ta nên đã cho người đến hỏi ta thuốc giải. Hả, Hồ Hạnh Nhi hơi không hiểu, sao bà ta đã nhìn ra tâm tư của hắn ta rồi mà vẫn còn dùng độc trùng kia, tại sao còn muốn thuốc giải? Thực ra mưu kế của Quý Thái Phi cao hơn Nam Hoài Vương rất nhiều nên nhất định là bà ta đã có tính toán trước rồi, về phần bà ta muốn làm gì thì ta không biết, nhưng ta có thể chắc chắn rằng nếu Nam Hoài Vương không thấy bà ta phát độc thì hắn ta sẽ cho người sát thủ đi giết bà ta, bên cạnh hắn ta có rất nhiều tử sĩ. Hồ Hạnh Nhi không khỏi lắc đầu, hai mẹ con bọn họ thật sự là hiếm thấy. Hiếm thấy? Cực phẩm, Hồ Hạnh Nhi nghiêm nghị nhìn nàng ta, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết. Ta sẽ nói với Thương Mai. Ngươi đừng nói với nàng ta là ta nói cho ngươi biết. Vẻ mặt Tôn Phương Nhi hơi mất tự nhiên, ta không nghĩ là nàng ta sẽ cho rằng ta đang cứu nàng ta. Thật ra, ngươi có thể kết giao với người bạn như Thương Mai này. Hồ Hạnh Nhi nói. Ta không muốn, nàng ta đã thành thân với người mà ta thích nhất, ta không thích nàng ta và cũng không muốn làm bằng hữu của nàng ta. Tôn Phương Nhi nói. Hồ Hạnh Nhi nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng ta. Nàng cảm thấy nhìn không thấu. Nàng ta nói ra câu nói này một cách thẳng thắn như vậy, thật sự có ổn không? Sau khi nói lời tạm biệt với Tôn Phương Nhi, Hồ Hạnh Nhi lập tức vào cung. Thương Mai nghe xong những lời Tôn Phương Nhi nói, trong lòng hơi dè dặt, người cảm thấy Tôn Phương Nhi nói có thật không? Ta không biết, ta không dám khẳng định cho nên mới nói lại cho ngươi, để tự ngươi phán đoán. Hồ Hạnh Nhi nói. Thương Mai suy nghĩ một chút. Tại sao Tôn Phương Nhi phải làm như vậy chứ? Thật sự chỉ là vì muốn kết bạn với Hồ Hạnh Nhi thôi sao? Bằng hữu đối với nàng ta mà nói thật sự quan trọng như vậy sao? Nhưng nàng ta sắp trở thành vương phi của Nam Hoài Vương rồi mà, nếu để cho Nam Hoài Vương biết nàng ta phản bội hắn ta thì nàng ta sẽ mất hết tất cả. Thương Mai nhớ tới trước đó Tôn Phương Nhi từng nói là có người muốn giết nàng ta, có lẽ người này chính là Nam Hoài Vương. Nếu như những lời nàng ta nói là sự thật, như vậy thì không thể giữ lại Nam Hoài Vương được rồi. Nhưng nếu nàng ta nói dối, Nam Hoài Vương mới là mẫu cổ đồng mệnh cổ, giết Nam Hoài Vương thì lão thất sẽ gặp nguy hiểm. Thật thật giả giả, Thương Mai nhất thời cũng không dám phán đoán bừa. Trầm tư một chút, trong lòng Thương Mai bắt đầu cân nhắc. Tiểu Đao, đi tìm Dạ Vương đến đây, nói là ta có việc muốn thương nghị với hắn. Thương Mai phân phó Đao Lão Đại. Rõ, Đao Lão Đại trả lời rồi đi. Hồ Hạnh Nhi hỏi, người tìm hắn ta làm gì? Phải tìm ra mẫu cổ đồng mệnh cổ là ai, ta đã có cách. Thương Mai hạ giọng, nói nhỏ vài câu bên tai Hồ Hạnh Nhi. Sau khi Hồ Hạnh Nhi nghe xong, cau mày nói, nếu như thực hiện phương pháp này của ngươi thì vẫn cần một điều kiện tiên quyết đó chính là hai mẹ con bọn họ, chỉ có bọn họ mới biết ai mới là mẫu cổ. Nếu như Nam Hoài Vương tưởng là Quý Thái Phi nhưng cuối cùng người đó chính là hắn ta mà hắn ta lại không biết, kế hoạch của hắn ta sẽ thất bại. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng dù sao lão thất cũng không có thương tổn gì, bằng không cứ thử một chút đi.
Thương Mai nói. Cũng được, nhưng việc này ngươi vẫn nên có chừng mực thôi. Yên tâm, ta biết, Thương Mai nói. Được, vậy ta đi đây. Hồ Hạnh Nhi đứng dậy, vẻ mặt phiền chán, thật ra bản thân ta đang bận sắp chết đây này. Không phải trước kia Dạ Vương đã bảo ngươi qua bên kia làm việc cho hắn ta sao? Thương Mai trêu ghẹo. Hồ Hạnh Nhi giật mình một cái, được rồi, đừng nói nữa, nhắc đến hắn ta thì cả người ta hắn đều không tốt. Các ngươi có chuyện gì vậy? Sao ta cảm thấy hắn ta lúc nào cũng quan tâm đến ngươi mà? Ai biết hắn ta làm sao? Bệnh tâm thần, hắn ta là thằng điên. Thương Mai cười nói, không phải hắn ta coi trọng ngươi sao? Hồ Hạnh Nhi phi phi hứ ba tiếng, không được nói bậy, nói đến lại khiến ta. Nàng ta nói như vậy nhưng vẻ mặt lại có chút suy nghĩ sâu xa. Thương Mai lại nhìn nàng ta, khiến ngươi thế nào? Buồn nôn, Hồ Hạnh Nhi tức giận nhìn nàng, ta đi đây. Thương Mai cười nhìn theo bóng lưng của nàng ta, hai người này, có hy vọng. Chương 490, thích khách tấn công. Hôm sau, trong cung có lời đồn nói Nhiếp Chính Vương bây giờ đang bị thương nặng nằm liệt giường, sợ là lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tin tức này, nghe nói là truyền ra từ chỗ Dạ Vương, rất đáng tin. Đương nhiên Từ An cung cũng nhận được tin tức, giữa trưa thấy A Phúc vội vàng xuất cung đi, lúc trở về còn mang cả Tôn Phương Nhi vào cung theo. Tôn Phương Nhi ở lại trong cung hơn một canh giờ, sau đó A Phúc đưa nàng ta rời đi, mà đêm đó A Phúc cũng không trở về. Sáng hôm sau, Thương Mai đi Từ An cung, muốn dâng hương cho Hoàng Thái Hậu. Trên dưới Từ An cung tràn ngập hương vị khiến cô chán ghét. Là hương vị của giấm. Toàn bộ cung điện đều có hương vị này, từ cửa cung tiến vào đến nội điện đều tràn ngập mùi chua. Thương Mai nhớ tới Mộ Dung Khanh luôn bảo mình ăn giấm, A Xà Cô Cô cũng bảo cô ăn giấm, có lẽ là giải cổ độc có liên quan tới giấm chăng. Sau khi cô dâng hương xong vội tới cầu kiến Quý Thái Phi. Quý Thái Phi không gặp cô mà luôn ở trong tẩm điện không ra. Thương Mai không gặp được bà ta không chịu chết tâm, cô xông thẳng vào trong tẩm điện. Hạ Thương Mai, người thật to gan, Quý Thái Phi vốn đang đứng ngồi không yên, thấy Hạ Thương Mai xông tới lập tức trở mặt giận dữ mắng mỏ. Quý Thái Phi, Thương Mai nhìn bà ta tới, là có chuyện muốn bẩm báo. Chuyện của ngươi ai ra không muốn nghe, cút ra ngoài. Quý Thái Phi nghiêm nghị nói. Thương Mai phát hiện ra mùi giấm ở trong tẩm điện này rất nặng, cô nhìn về phía cái bàn, trên mặt bàn đang đặt một cái bát màu nâu, có lẽ đó chính là giấm chua. Mà bên cạnh bát giấm lại có một cái chén nhỏ, dường như trong cái chén nhỏ còn có mấy giọt máu đọng lại. Bà ta thật sự là mẫu cổ. Nhưng giải cổ dễ dàng như vậy sao? Chỉ cần ăn giấm cộng thêm máu của Tôn Phương Nhi. Quý Thái Phi thấy cô nhìn quanh bốn phía, lập tức gọi thị vệ tới, đuổi nàng ta ra ngoài. Thương Mai nói, nếu Quý Thái Phi không muốn nói chuyện với ta thì ta đi là được chứ gì? Bà ta thở hổn hển, giống như thật sự thẹn quá thành giận. Xem ra lời của Tôn Phương Nhi nói không sai, bà ta chính là mẫu cổ. Cùng lúc đó, tin tức Mộ Dung Khanh bị trọng thương trước khi ra trận cũng được người có lòng truyền tới chỗ Nam Hoài Vương, lúc này hắn ta vừa mới đi tới cầu trấn, nghe được tin tức vội sai người lập tức đi điều tra thật giả, cũng không thấy có động tĩnh gì khác. Ám vệ truyền đạt lại phản ứng của Nam Hoài Vương cho Thương Mai nghe, đúng như dự đoán của Thương Mai. Cô xuất cung đi tìm Hạ Lâm. Vào trạng vạng tối ngày thứ ba sau khi Nam Hoài Vương rời kinh, Quý Thái Phi truyền Tôn Phương Nhi vào cung, vẫn giống như trước đây Lão Thái Quân cũng đến, hôm nay thái độ của Quý Thái Phi rất khác thường, không lộ ra vẻ chán ghét mà còn giữ bà ta lại Từ An cung cùng nhau dùng bữa. Trong bữa ăn cười cười nói nói, cũng không có nửa điểm không thoải mái. Cơm nước xong xuôi, Lão Thái Quân muốn đi, Quý Thái Phi đứng dậy đưa tiễn, ở cửa ra vào viện tay Lão Thái Quân tay. Nhẹ giọng thở dài, hôm nay nghe được một câu của Lão Thái Quân khiến ai ra hiểu rõ rồi, cả một đời người còn muốn cái gì nữa đây? Thôi, trước kia là ai ra quá mức chấp niệm, bây giờ Lão Bát trở về Nam Quốc cũng tốt, ai ra thuận tiện có thể vun đắp tình cảm mẫu tử với Lão Thất. Lão Thái Quân nhìn bà ta nói những lời này là có ý gì? Vừa rồi lúc dùng cơm bà ta cũng không hề nói đạo lý gì, cái gọi là nghe vua nói một buổi mới hiểu ra căn bản không tồn tại. Lão Thái Quân đang định mở miệng hỏi lại thì đột nhiên trong không khí có sát khí bao phủ. Thân là chiến tướng nhiều năm trên sa trường, đối với loại sát khí này bà ta không thể quen thuộc hơn được nữa. Phản ứng đầu tiên của bà ta chính là Quý Thái Phi tìm người giết bà ta, nhưng khi bà ta nhìn thấy người áo đen bay từ nóc nhà xuống, đâm kiếm thẳng hướng Quý Thái Phi bà ta mới biết mình đoán sai. Có ai không, có thích khách,
A Phúc hô to lên sau đó rút kiếm đi lên chém giết cùng người áo đen. Những người áo đen này có thể tiềm phục trên nóc của Từ An Cung thì đương nhiên khinh công cũng không phải bình thường. Lão Thái Quân huy động quải trượng đầu rồng, đánh nhau cùng hai tên áo đen, mặc dù bà ta đã cao tuổi nhưng những năm này cũng không hề lười biếng tập luyện công phu, chỉ thấy bà ta ra chiêu mau lẹ, không chút dây dưa dài dòng, quải trượng đầu rồng mang theo gió táp mà đi, chiêu chiêu đoạt mệnh. Tôn Phương Nhi che chở Quý Thái Phi thối lui vào trong điện. Trên mặt Tôn Phương Nhi không có bất kỳ biểu cảm gì bởi vì nàng ta biết sát thủ là ai phái tới. Nàng ta quay đầu lại nói, Quý Thái Phi chớ hoảng sợ. Nàng ta giật mình, chỉ cảm thấy phần bụng một trận đau đớn, nàng ta khó khăn cúi đầu xuống nhìn thấy một cây chủy thủ đang cắm vào bụng của mình, nàng ta đưa tay sờ lên, trong tay toàn là máu. Nàng ta từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Quý Thái Phi, vì sao? Quý Thái Phi cười lạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Phương Nhi lắc đầu, đồng mệnh cổ còn chưa giải mà sao bà lại muốn giết ta? Mẫu cổ của đồng mệnh cổ không ở trên người ai ra mà là ở trên người lão bát. Tôn Phương Nhi lảo đảo lui ra phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt, không, là ở trên người bà. Ai ra không hề uống rượu có mẫu cổ kia, là lão bát uống, chính hắn ta cũng không biết, ngươi cho rằng ai ra ngu ngốc sao? Dùng đồng mệnh cổ kiềm chế lão thất nhưng lại mạo hiểm để bản thân mình làm mẫu cổ ư? Quý Thái Phi lạnh nhạt nói. Không thể nào, vậy tại sao hôm qua bà lại gọi ta vào cung giải cổ? Tôn Phương Nhi nhớ rõ là mình tận mắt nhìn thấy bà ta uống hết rượu có chứa đồng mệnh cổ. Nếu không làm như vậy thì làm sao Hạ Thương Mai sẽ cho rằng ai ra chính là mẫu cổ được chứ? Nếu ai ra là mẫu cổ vậy nàng ta sẽ còn hạ thủ lưu tình với lão bát sao? Lão bát vừa chết thì Mộ Dung Khanh nhất định phải chết, hắn bị thương là giả nhưng lần này lại biến thành thật. Tôn Phương Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, vậy là bà đã sớm biết Phương gia sẽ phái sát thủ tới đây. Không sai, hắn ta bảo ta cho Trần Thái Quân ăn độc cho 5 ngày, cũng để ai ra ăn vào, một khi ai ra không hạ độc thì hắn ta sẽ phái sát thủ tới, đứa nhỏ này ấy mà vẫn còn ngu dại nhiều lắm, nhiều năm như vậy chẳng lẽ bên cạnh hắn ta không có người của ai ra sao? Quý Thái Phi chật chật lắc đầu, đột nhiên khuôn mặt lạnh lẽo, rút chủy thủ ra đâm thẳng về phía trái tim của Tôn Phương Nhi. Ngôn Tình Hoàn. Chủy thủ còn cách trái tim một khoảng rất nhỏ, Tôn Phương Nhi gắt gao bắt lấy tay của bà ta, đối kháng với bà ta. Bà bày ra cục diện lớn như vậy chỉ là vì để giết ta thôi sao? Tôn Phương Nhi toàn thân run rẩy, tuy nàng ta biết Quý Thái Phi mưu kế sâu xa nhưng lại không biết bà ta đã tính toán tới một bước này. Ngươi sai rồi, không phải ai ra muốn giết ngươi, ai ra chỉ muốn giết Trần Thái Quân thôi, về phần ngươi. Quý Thái Phi cười lạnh, ngươi cũng nên chết. Tôn Phương Nhi dùng hết sức lực toàn thân chống đỡ, nhưng phần bụng bị thương đã khiến thể lực của nàng ta không chống đỡ nổi, bàn tay của nàng ta tóm lấy lưỡi chủy thủ, máu tươi giọt giọt rơi xuống, trong lòng hỗn loạn nghi hoặc không, không có ý nghĩa, không thể nào, không thể như thế được, nếu như Nam Hoài Vương và Nhiếp Chính Vương đều chết thì bà sẽ trông cậy vào ai được chứ? Nếu như không trông cậy được vào con trai ruột của mình thì ai ra trông cậy vào ai mà chẳng như nhau đúng không? Thất hoàng tử tuổi còn nhỏ. Nâng hắn ta lên thì ai ra chính là Thái Hoàng Thái Hậu rồi. Bà nghĩ Nghi Quý Phi quá đơn giản rồi, sao bà ta có thể để bà khống chế chứ? Một nữ tử tiên bi ti tiện như nàng ta, nếu không có ai ra thì bây giờ cũng vẫn chỉ là một nữ tử đến từ Tần Lâu, Lầu Thanh, mà thôi. Quý Thái Phi đột nhiên quyết tâm, dùng hết toàn lực đâm về phía trái tim của Tôn Phương Nghi. Tôn Phương Nghi ngửa người ra, chủy thủ xẹt qua trên ngực trái của nàng ta. Lúc Quý Thái Phi muốn xuống tay một lần nữa, thị vệ và lão thái quân bên kia đã không thể cầm cự được nữa, người áo đen đã tấn công vào. Quý Thái Phi vứt chủy thủ xuống, cười lạnh một tiếng nhìn đám người áo đen đang từ từ tới gần, vung tay lên, bột phấn tản ra, người áo đen không kịp che mặt, vừa hít thở cũng đã hít phải một ít bột phấn. Chương 491, nhớ tình cũ. 7 người áo đen đều ngã xuống đất, A Phúc dẫn theo ám vệ của bà ta tiến vào, Quý Thái Phi vội vàng mở cửa nội điện. Có hai người áo đen đi lai kéo hai tên áo đen đã chết trên mặt đất đi vào, sau đó đâm một kiếm lên ngực hai người áo đen đó, sau nữa hai người lại đâm nhau một kiếm, ngã xuống mặt đất, trong miệng ngậm một viên thuốc độc. Khi đám người lão thái quân xông vào, Quý Thái Phi nắm chặt cánh tay, mà thị vệ A Phúc mang theo thu kiểm, chỉ vào thích khách trên mặt đất. Cùng lúc đó, rất nhiều cấm quân cũng chạy đến, bắt lại hai tên áo đen bị thương, Tôn Phương Nhi đang hôn mê cũng được mang ra ngoài. A Phúc thấy Tôn Phương Nhi còn cử động, muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng lại bị Quý Thái Phi ngăn cản, Tôn Phương Nhi không sống nổi,
mặc dù vừa rồi nàng ta bị thương ngã xuống mặt đất, nhưng cũng đã hít phải phấn độc, dù số lượng không nhiều, nhưng chắc hẳn không chống đỡ được bao lâu. Trong cung bị ám sát, mà chuyện lại xảy ra trong cung Hoàng Thái Hậu, tất nhiên rất được coi trọng. Việc này truyền đến tai Hoàng đế, Hoàng đệ đệ. Lương Vương và Dạ Vương mau chóng đi đến xử lý, cần phải tra ra thân phận của thích khách. Hai tên áo đen bị bắt lại được áp tải đi thẩm vấn. Mấy tên áo đen còn lại, sau khi kiểm tra thi thể thì vứt tại bãi tha ma. Việc thẩm vấn do chính Dạ Vương chấn giữ, thẩm vấn cùng với hình bộ thượng thư. Lão Thái Quân bị thương nhẹ, nhưng cũng không có gì đáng ngại, Thương Mai đã băng bó cho bà, cơ bản không có gì phải lo lắng. Trái lại là Tôn Phương Nhi, tình trạng rất nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Hai mắt Quý Thái Phi đỏ bừng, nói với viện phán, không tiếc bất cứ giá nào, các ngươi nhất định phải cứu được nàng ta chính là Nam Hoài Vương Phi tương lai. Thương Mai nghe thấy lời ấy, ngẫm nghĩ, Quý Thái Phi rất coi trọng Tôn Phương Nhi, dù sao, Tôn Phương Nhi chính là một sự trợ giúp lớn. Để ta đi xem một chút, Tôn Phương Nhi là nhân tố then chốt trong việc giải cổ, quả thật không thể chết. Quý Thái Phi lại lạnh mặt nói, ngươi, chết rồi ngươi có chịu trách nhiệm không? Ngươi cút đi, không cho phép đến gần nàng ta. Thương Mai nói riêng với viện phán, nếu tình huống không ổn, ngươi lập tức nói với ta. Vâng, Vương Phi, viện phán nói. Thật ra không cần thẩm vấn, Thương Mai cho rằng những thích khách này là Nam Hoài Vương phái đến, đúng như lời Hồ Hạnh Nhi nói với Tôn Phương Nhi, Nam Hoài Vương muốn ám sát Quý Thái Phi để hắn có thể tiếp tục ở lại kinh thành. Lần này, mẹ ruột chết rồi, dù thể nào hắn cũng phải chịu tang một năm này, đủ để hắn quấy rối kinh thành. Thương Mai cảm thấy sẽ không tra ra được gì từ chỗ hai tên thích khách còn sống kia, cô đã từng chứng kiến tử sĩ của Nam Hoài Vương, thà chết chứ không mở miệng. Hơn nữa, trong bọn họ có 5 người đã trúng độc bỏ mình, han là giống như lần trước, cắn nát thuốc độc tự vẫn. Mặt khác cũng phát hiện thuốc độc trong miệng hai tên thích khách còn sống, nhưng có lẽ vì bị thương bắt được, không cách nào cắt nát. Lần này thật sự nguy hiểm, không phải ngươi đã sai người đi bảo vệ Quý Thái Phi rồi à? Sao thích khách còn có thể lại gần chứ? Tráng Tráng hỏi Thương Mai, nếu như lần này để Nam Hoài Vương đạt được như ý, Quý Thái Phi chết, vậy lão thất nguy hiểm thật rồi. Vẫn chưa, ta đã phái người ra, nghĩ muốn trước tiên áp chế Nam Hoài Vương, chấm dứt tai họa về sau. Trong lòng Thương Mai cũng sợ hãi, nếu như không phải lần này có lão Thái Quân ở đây, Quý Thái Phi thật sự bị hại rồi. Tráng Tráng mắng, lão bát này đúng là không như lẽ thường, mẹ ruột của mình mà nói ra tay là ra tay. Mẹ con bọn họ đều là một loại người, không phải lúc trước Quý Thái Phi cũng ra tay với lão thất sao. Thương Mai ngồi xuống, suy nghĩ mọi chuyện từ đầu đến cuối, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quả thật không có chỗ nào không đúng. Sao vậy, vẫn đang sợ hãi, Tráng Tráng thấy sắc mặt cô tái nhợt, hỏi. Không phải, Thương Mai nhìn Tráng Tráng, ngươi cảm thấy chuyện này có chỗ nào kỳ lạ không? Tráng Tráng giật mình, chỗ nào kỳ lạ? Là thích khách mai phục trong Từ An Cung, người của lão bát đều có võ công cao cường, khinh công tài giỏi, có thể mai phục trong Từ An Cung cũng không kỳ lạ, nhưng mà, lão bát đã đánh sai một nước, không tính đến chuyện lão Thái Quân đang ở Từ An Cung, nếu không lần này đã thuận lợi rồi. Thương Mai nói, đúng vậy, nhưng vì sao hắn không tính đến chuyện Trần Thái Quân ở đây? Những ngày này Trần Thái Quân vẫn luôn ở Từ An Cung, hơn nữa, lúc ấy Trần Thái Quân muốn đi rồi, không ai phát hiện sự tồn tại của thích khách. Có thể là sau khi Trần Thái Quân rời đi, thích khách mới ra tay. Nhưng điểm này cũng không khớp, lão bát muốn giết cả Trần Thái Quân, vì vậy sẽ ra tay trước khi lão Thái Quân rời đi. Đúng vậy, Trần Thái Quân chết rồi, hắn sẽ ít đi một chướng ngại vật. Nhưng mà, tại sao Nam Hoài Vương lại muốn giết Tôn Phương Nhi? Thương Mai không hiểu điểm này, chắc hẳn cả Nam Hoài Vương và Quý Thái Phi đều sẽ không giết Tôn Phương Nhi, chẳng lẽ đã biết chuyện Tôn Phương Nhi qua lại với Hồ Hạnh Nhi? Nhưng sau khi Nam Hoài Vương rời khỏi kinh thành, Tôn Phương Nhi mới đi tìm Hồ Hạnh Nhi, sao hắn biết Tôn Phương Nhi nói tất cả mọi chuyện cho Hồ Hạnh Nhi chứ? Cho dù Nam Hoài Vương sai người liên tục theo dõi Tôn Phương Nhi, nhưng người của cô cũng liên tục theo dõi Nam Hoài Vương, trong lúc đó không hề có người đến báo tin cho Nam Hoài Vương. Điểm ấy, làm thế nào Thương Mai cũng không nghĩ ra. Nghe nói Tôn Phương Nhi bị dao găm đâm trúng, không phải thích khách dùng kiếm sao? Đột nhiên Tráng Tráng hỏi. Thương Mai nói, đúng, điểm này ta cũng không hiểu nổi, nhưng trong điện chỉ có Quý Thái Phi và A Phúc, Quý Thái Phi không thể nào giết Tôn Phương Nhi, trừ phi đồng mệnh cổ được giải rồi. Điều đó là không thể nào, tử cổ chết rồi, mẫu cổ mới có thể giải,
tử cổ không chết, mẫu cổ không giải được. Sao ngươi biết? Thương Mai kinh ngạc hỏi, cái này, ngay cả cô cũng không biết. Khi Asakoko đến, ta từng hỏi bà, Asakoko hiểu cách giải cổ, bà nói không hiểu, nhưng biết đại khái chuyện đã xảy ra. Thương Mai nhớ lại chuyện Asakoko nói đến giấm chua, lại từng thấy giấm chua trong phòng quý thái phi, chẳng lẽ ăn giấm có thể giải cổ? Nhưng nếu giống như lời ngươi nói, đồng mệnh cổ cần tử cổ chết mới có thể giải được độc của mẫu cổ, bây giờ tử cổ không chết, quý thái phi trộn máu của Tôn Phương Nhi và giấm làm cái gì? Có lẽ bà ta cho rằng lão thất chết rồi. Tráng Tráng ngẫm nghĩ rồi nói, lão thất chết rồi, tất nhiên bà ta muốn tìm cách giải cổ. Dường như nói vậy cũng rất xuôi, nhất thời Thương Mai cũng không tìm ra được lỗi gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Người điều động bao nhiêu người đi phục kích Nam Hoài Vương? Tráng Tráng hỏi, điều động toàn bộ ám vệ, tính cả người của Dạ Vương. Xuống tay độc ác không? Tráng Tráng hỏi. Thương Mai gật đầu, Dạ Vương bẩm báo với Hoàng thượng nói, ra khỏi Kiều Trấn thì ra tay. Nhổ cỏ tận gốc, nhưng chuyện này không thể do triều đình và hoàng thượng đi làm, chỉ có thể do ta và Dạ Vương phái người ra tay. Tráng Tráng suy tính một lát rồi hỏi, bây giờ Hân đang ở Kiều Trấn phải không? Sáng sớm ngày mai lên đường, ban ngày thì không ra tay được rồi, dù sao trên đường có người qua người lại, qua Kiều Trấn, chắc hẳn buổi tối sẽ ở tại Tô Giang Phủ. Tô Giang Phủ có sơn tặc làm loạn, giết lão bát, còn có thể đổ lên đầu sơn tặc, kế này hay. Thật ra ta muốn áp chế hẳn. Cũng không nói bây giờ muốn lấy mạng của hắn. Thương Mai nói. Tráng Tráng nhíu mày, nhưng mà, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, sợ rằng tai họa khôn lường. Đúng vậy, bây giờ chúng ta đang đánh trận, quả thật không chịu nổi nội loạn. Thương Mai nói, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, luôn cảm thấy, chuyện này còn có bí ẩn. Nam Hoài Vương này phát điên phát rồ, ngay cả mẹ ruột của mình cũng có thể ra tay, hắn độc ác quả thật rất đáng sợ, người này sớm diệt sớm yên. Rốt cuộc ngươi đang lo lắng cái gì? Tráng Tráng thấy cô do dự không quyết, cho rằng cô mềm lòng, không khỏi tức giận, chẳng lẽ, ngươi còn nhớ Han là đệ đệ của lão thất, muốn mở ra một con đường cho hắn? Ngươi nghĩ kỹ lại đi, ngươi coi người ta là đệ đệ phu quân, người ta cũng không nghĩ như vậy, nói giết là giết. Chương 492, có chỗ nào đó không thích hợp? Thương Mai xua xua tay, không phải, ngươi đừng hiểu nhầm, ta nhớ tình cảm gì chứ? Tuy hắn và lão thất là huynh đệ, nhưng chưa từng coi lão thất là ca ca, lúc nào hắn cũng muốn giết lão thất, sao ta lại nương tay với hắn được chứ? Vậy ngươi thể này là sao? Tráng Tráng hỏi. Thương Mai cũng không nói rõ ràng được, dù sao không có chứng cứ, tất cả cũng chỉ là suy đoán của cô. Chấm than, cô suy nghĩ rồi nói, được rồi, dựa theo kế hoạch của Dạ Vương mà làm, giết thì giết, để lão thất tránh lo âu sau này. Hắn ở tiền tuyến. Nếu cứ lo lắng đến chuyện triều đình, khó tránh khỏi sẽ phân tâm, hai quân đối đầu, đánh cược mạng sống, không thể nào phân tâm. Tráng Tráng gật đầu, người hiểu được như vậy là tốt rồi, thật ra lão bát là cháu của ta, ruột thịt như tay với chân dù sao cũng hơi không đành lòng, nhưng hắn lòng lang dạ thú, không thể không trừ, nếu hắn lại dấy lên nội loạn, kinh thành sẽ biển thành thế nào? Giang Sơn này sẽ trở nên ra sao? Nhớ lại trước kia lão tổ tông từng dạy bảo Hoàng huynh, lê dân bách tính. Giang Sơn xã tắc, phải có bách tính trước mới có thể củng cố Giang Sơn, bách tính đang trong chiến loạn, cuộc sống khổ cực, không còn xác, là địa ngục thời loạn lạc, người chết ngoài tạo phản, mình không còn cách nào, nhưng lão bát là người của Mộ Dung gia chúng ta, lại làm loạn Mộ Dung gia, dù thế nào cũng phải trừng phạt nghiêm khắc. Thương Mai nói, nếu đã quyết định, vậy cứ dựa theo kế hoạch mà làm, ta đi thăm lão thái quân trước. Thương Mai nói, ta qua đó cùng ngươi. Tráng Tráng đứng dậy, vết thương của bà có nghiêm trọng không? Là ngươi băng bó cho bà sao? Bị thương ở cánh tay, không cần lo lắng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, lão thái quân đúng là càng già càng dẻo dai. Thương Mai thật sự bội phục, tuy rằng lúc ấy có thị vệ, nhưng lão thái quân có võ trong mình, một người đánh mấy tử sĩ mà chỉ bị thương nhẹ. Lão thái quân nghỉ ngơi trong sương phòng của Huệ Khánh Cung, khi Thương Mai đi vào, cũng đúng lúc bà muốn đi ra ngoài. Là Loan Loan ẩn bà xuống, sống chết không cho bà đi ra. Thương Mai ngươi đến rất đúng lúc, bà cứ kêu gào muốn gặp ngươi. Loan Loan thấy Thương Mai đến, như gặp được cứu tinh. Sắc mặt Thương Mai nghiêm lại, nhìn Trần Thái Quân nói, đỡ hơn chút nào không? Vừa rồi lão thân muốn nói chuyện với ngươi, nhưng có người ngoài ở đó, ngươi ngồi xuống, lão thân cảm thấy chuyện này có chỗ không đúng. Lão Thái Quân nghiêm giọng nói. Trái tim Thương Mai cũng đập thình thịch, ngài cũng phát hiện ra chỗ không đúng. Đúng vậy,
tối nay ta và Tôn Phương Nhi dùng bữa tại Từ An Cung, Quý Thái Phi vô cùng khách khí, lúc ấy lão thân cho rằng bà ta hạ độc, nhưng đã kiểm tra thức ăn, đều không có độc, sau khi ăn xong, vậy mà bà ta lại tự mình tiễn lão thân ra ngoài, còn lớn tiếng nói chuyện với lão thân ở cửa ra vào một lát. Lớn tiếng nói cái gì, Thương Mai vội vàng hỏi. Bà ta nói, hôm nay nghe thấy lời nói của lão thân khiến bà ta hiểu thông, còn nói cái gì mà cả đời mỗi người, muốn cái gì chứ? Nói trước đây là bà ta chấp niệm quá sâu, Nam Hoài Vương trở về Nam Quốc cũng tốt, bà ta phải cứu vãn mối quan hệ mẹ con với Nhiếp Chính Vương. Thương Mai và Tráng Tráng liếc nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ lạ, lời này không giống như từ trong miệng Quý Thái Phi nói ra. Chẳng lẽ, bà ta thật sự đổi tính rồi sao? Vì vậy lão bát mới ra tay độc ác. Tráng Tráng nghi ngờ nói, lời nói này là cố ý nói cho ai nghe, sao lúc ấy bà ta biết có người ở đó? Chẳng lẽ bà ta đã đoán trước được có người hành thích? Loan Loan cũng vô cùng nghi hoặc. Thương Mai hỏi, lão Thái Quân, những thích khách đó ra chiêu rất độc ác sao? Đúng vậy, nếu không phải như vậy, sao lão thân lại bị thương chứ? Chỉ là mấy tên thích khách quen, nếu không phải liều mạng chém giết, lão thân sẽ bị thương sao? Xem ra, là 100% muốn giết người, nhưng mà, nếu như nói Quý Thái Phi biết Nam Hoài Vương sẽ giết bà ta, vì sao không phòng bị? Thậm chí bà ta còn không phái người canh giữ, thật sự khó hiểu. Nhưng nói bà ta không biết Nam Hoài Vương sẽ ra tay, vậy mấy lời bà ta nói với Lão Thái Quân là định nói cho ai nghe? Chắc chắn không phải nói cho Lão Thái Quân nghe, nếu muốn nói thì đã nói từ sớm rồi, thời gian ăn một bữa cơm dài như vậy mà không nói, đợi đến lúc đưa tiễn mới lớn giọng nói, chỉ sợ người bên ngoài không nghe thấy. Lão Thái Quân, có mấy thích khách, người thấy rõ không? Thương Mai hỏi, 7 người, thấy rõ, 7 người đều từng so chiêu với lão thân, khinh công quả thật cao cường. 7 người đều không che mặt sao? Không, vậy người nhớ rõ dáng vẻ những người kia không? Lão Thái Quân nở nụ cười, sao có thể nhớ rõ chứ? Khi đánh nhau, chỉ lo nhìn đối phương ra chiêu gì, nào lại đi nhìn dáng vẻ của hắn. Hơn nữa, có đến 7 người đấy, nhớ rõ 1-2 người thì còn có thể, nhớ cả là không thể nào. Tráng Tráng hỏi, người nghi ngờ cái gì? Thương Mai không trả lời, tiếp tục hỏi Lão Thái Quân, ngài và thích khách rằng có bao lâu? Sau khi ngài bị thương, những người kia không tiếp tục quấn lấy ngài mà tấn công vào nội điện. Thời gian giảng co chừng 15 phút, sau khi lão thân bị thương, bọn họ đi vào. Vậy ngài đi vào cùng không? Không, bởi vì lúc đó có tiếng tên bàn vang lên, lão thân cho rằng đối phương vẫn còn người ẩn núp, vì vậy ở lại cửa cung canh giữ, chờ đợi nhóm thích khách thứ hai. Nhưng không có nhóm thích khách thứ hai, phải không? Ngài nói là nghe thấy tiếng tên bắn, cuối cùng, có tên bắn đến không? Có, Lão Thái Quân nói, không phải ở hiện trường có mũi tên sao? Chính là do kẻ địch bắn ra sau khi thích khách đi vào. Thương Mai, hiện trường không có mũi tên. Lão Thái Quân giật mình, sao lại không có chứ? Khi lão thân quay người đi vào trong điện, trên mặt đất có mũi tên bị lão thân đánh rơi. Không, khi cấm quân kiểm tra hiện trường, không phát hiện ra mũi tên nào. Thương Mai nói, Lão Thái Quân nghi ngờ nói, là không phát hiện ra hay là bị nhặt đi rồi. Trước tiên không đề cập đến điều đó, điều ta nghi ngờ chính là, vì sao hai thích khách còn sống không cần nát thuốc độc tự vẫn. Nếu nói bị khống chế, nhưng dựa theo lời nói của thị vệ trong cung, sau khi bọn họ vào điện, cấm quân còn chưa đến. Cấm quân chưa đến, nhưng A Phúc mang theo ám vệ đến rồi. Lão Thái Quân nói, sau khi thích khách vào điện được bao lâu thì ngài mới vào trong điện. Thương Mai hỏi, cũng không lâu, chỉ một lát, thời gian không đến 10 phút. Thương Mai trầm giọng nói, đây chính là chỗ có vấn đề, ngài và thị vệ ngăn cản 7 thích khách mất 15 phút, cuối cùng vẫn không thể gây tổn thương cho thích khách, thậm chí ngài còn bị thích khách đánh bị thương, nhưng thích khách mới vào trong điện một lát, toàn bộ đã bị thương, cuối cùng cắn thuốc độc tự vẫn, ám vệ bên người A Phúc và Quý Thái Phi có võ công cao cường như vậy sao? Còn nữa, Tôn Phương Nhi bị thương như thế nào? Nàng ta bị dao gem đâm bị thương, không phải kiếm đâm bị thương. Lão Thái Quân nói, đúng vậy, đây chính là mấu chốt của vấn đề, lão thân cũng phát hiện không hợp lý nên mới muốn tìm ngươi bàn bạc, Tôn Phương Nhi không thể nào là bị thích khách giết, tuy rằng cũng có thích khách mang theo hai loại binh khí, nhưng lúc giết người chỉ dùng một loại, nhất là đối phó với một cô nương tay không tấc sắt, càng không cần đổi binh khí. Ngài cũng nghĩ như vậy sao? Vết thương của Tôn Phương Nhi là mấu chốt, nếu nàng ta đã không phải do thích khách giết, vậy chỉ có một người có thể ra tay, là nàng ta che chở Quý Thái Phi đi vào, trong điện chỉ có nàng ta và Quý Thái Phi, trước đó ta suy đoán như vậy,
chỉ là vẫn không nghĩ ra, nếu bà ta là mẫu cổ, trước khi tử cổ chưa chết, cổ độc của bà ta không giải được, vẫn chưa giải đồng mệnh cổ, tại sao bà ta lại muốn giết Tôn Phương Nhi? Chương 493, còn có dấu vết trúng độc. Lão Thái Quân dồn dập hỏi thăm, Tôn Phương Nhi đâu? Nàng ta chết chưa? Ngự y nói tình huống không tốt lắm, thật ra ta cũng muốn đi xem, nhưng Quý Thái Phi chỉ cho viện phán chữa trị, không cho phép ta đến gần. Thương Mai nói, mau đi, nhất định phải giữ được tính mạng của Tôn Phương Nhi. Lão Thái Quân vội vàng nói. Thương Mai lập tức dẫn theo Đao Lão Đại qua đó, viện phán và hai ngự y vẫn còn ở Từ An Cung canh phòng nghiêm ngặt, ngoài cửa cung có rất nhiều thân vệ của Quý Thái Phi đang canh giữ, thấy Thương Mai đi vào, A Phúc bước lên phía trước nói, Vương Phi, Quý Thái Phi có lệnh, bất kỳ người nào không được truyền gọi cũng không được đi vào. Vậy sao? Thương Mai giơ sợi dây sẹo quấn trên cánh tay ra, như vậy có thể vào chưa? A Phúc lắc đầu, xin lỗi, Vương Phi, đây là mệnh lệnh của Quý Thái Phi, nô tài chỉ làm theo. Thương Mai cười lạnh, đây là tín vật của Thái Hoàng Thái Hậu, ta cầm nó đến Hy Vi Cung, ngay cả Hoàng thượng cũng không ngăn cản. Hoàng thượng không ngăn cản là bởi vì không cần thiết phải ngăn cản, ngài là đại phu chữa trị cho Hoàng thượng, tất nhiên Hoàng thượng cho ngài đi vào, nhưng Quý Thái Phi bị hoảng sợ, cho dù là Thái Hoàng Thái Hậu đến. Quý Thái Phi cũng có quyền không gặp. Ta không muốn gặp bà ta, chỉ muốn đi vào Từ An Cung. Vậy cũng không được, A Phúc lên tiếng từ chối. Đao Lão Đại, Robert, một tiếng rút đao ra, A Phúc nghiêm nghị nói, thật to gan, ở Từ An Cung cũng dám rút binh khí. Bỏ xuống. Y ta vừa ra lệnh, đã có thân vệ xông đến, đều cầm kiếm chĩa về phía Đao Lão Đại. Đao Lão Đại bị nhiều người bao vây như vậy, cũng không hề sợ sệt, chỉ chờ mệnh lệnh của Thương Mai. Thương Mai tháo sợi dây sẹo xuống, lạnh nhạt liếc nhìn thị vệ, ta xem ai dám bước lên cản trở. Cô vung lên, sợi dây sẹo tựa như rồng lượn phát ra tiếng gió, vù vù, trên không trung. Thân vệ ngẩn ra, hơi chùn bước, A Phúc lại nghiêm giọng nói, đây chỉ là một sợi dây thừng mà Thái Hoàng Thái Hậu bỏ đi, không cần lo lắng, xảy ra chuyện gì, tất có Quý Thái Phi gánh chịu. Y ta nhìn Thương Mai nói, Vương Phi cân nhắc lại, Từ An Cung này vừa mới gặp phải thích khách. Vương Phi lại dẫn người xông vào, truyền ra ngoài, chỉ sợ người cố ý sẽ bôi nhọ Vương Phi. Cây ngay không sợ chết đứng, người cố ý bôi nhọ thì cứ để bọn họ bôi nhọ. Bỗng nhiên Thương Mai ra tay, sợi dây sẹo quấn lên cổ A Phúc, cho vào hay không? Vương Phi muốn đi vào, vậy giết nô tài đi. A Phúc hoàn toàn không sợ, y ta cũng không tin hạ Thương Mai sẽ giết y ta. Trong thời khắc then chốt này, cô ra tay giết người, không phải tương đương với dội nước ban lên người mình sao? Thương Mai cười lạnh, được, vậy ta giết ngươi. Cánh tay thu lại, sợi dây sẹo càng quan càng chặt, A Phúc gần như không thở nổi, sắc mặt đỏ lên, y ta cố sức giãy giụa, nhưng sợi dây sẹo này càng phản kháng thì quấn càng chặt, cũng chỉ một lát, y ta đã cảm thấy trong đầu trống rỗng, lòng ngực như muốn nổ tung. Dừng tay, cửa điện truyền đến tiếng quát uy nghiêm tức giận của Quý Thái Phi, Thương Mai không thu sợi dây sẹo, chỉ hơi thả lỏng một chút, để A Phúc có thể thở một hơi. Ra tay trong Từ An Cung của ta, người thật sự coi mình là hoàng hậu sao? Quý Thái Phi nghiêm túc quát lớn, bước nhanh xuống, còn không mau buông y ta ra. Thương Mai nhìn khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng của bà ta, nói Quý Thái Phi, người bên cạnh ngài không hiểu chuyện, ta dạy dỗ thay ngươi. Không hiểu chuyện cũng không đến lượt người dạy dỗ, ngươi là cái thá gì? Dám dương oai ở trong cung của ai ra? Quý Thái Phi thấy cô vẫn không buông A Phúc ra, bước lên muốn giơ tay tát lên mặt Thương Mai. Một cánh tay khác của Thương Mai nam chặt cổ tay bà ta, lạnh lùng nói, Quý Thái Phi, Từ An Cung này còn chưa phải là cung điện của ngài, ngài chỉ tạm thời ở chỗ này, ta cũng không phải đến tìm ngài, người của ngài ngăn cản ta, lại nói sầu thánh vật của Thái Hoàng Thái Hậu, loại người này không dạy dỗ mà được sao? Quý Thái Phi giận tím mặt, người đâu, bất nhiếp chính Vương Phi lại. Vừa rồi thân vệ vẫn đang do dự, bây giờ thấy là Quý Thái Phi ra lệnh, lập tức đánh đến. Đao Lão Đại chờ đã lâu. Ngứa tay lâm rồi, còn không ra tay hắn ta phải tự đánh hai bàn tay mình mới thoải mái được, chỉ thấy hắn ta vung đại đao lên, xông vào đám thân vệ chém giết, chiêu thức hỗn loạn, nhưng vô chiêu đánh hữu chiêu là điểm mạnh của hắn ta, dựa vào sức mạnh thô bạo, trái lại có thể vững vàng đánh một trận. Thân vệ cũng không dám ra tay với Thương Mai hất A Phúc ra, sợi dây sẹo bay ra ngoài, cuốn lấy một thân vệ ném vào tường, A Phúc thở được, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, cầm kiếm tiến lên ngăn cản Thương Mai. Cơ thể này của Thương Mai hơi bất lợi, kiến thức ở trong đầu, nhưng tay chân lại không được linh hoạt,
nguyên chủ Hạ Thương Mai là một cô gái yếu mềm trói gà không chặt, mặc dù sau khi Thương Mai xuyên đến có rèn luyện, nhưng cũng chỉ có chiêu thức chứ không có sức mạnh, chỉ có thể dựa vào sợi dây xeo. Cho đến bây giờ Thương Mai vẫn không nghĩ ra cấu tạo của sợi dây xeo, nó hiểu được bản thân phải đánh thế nào, việc Thương Mai cần phải làm là liên tục vung vẩy, sau khi vung ra ngoài, tự nó hiểu phải tránh kiếm của A Phúc rồi quấn lên thân kiếm của A Phúc, nhìn từ xa giống như một con gián linh hoạt. Đánh trong chốc lát, lại thấy một cung nữ từ hành lang bên kia vội vàng đi đến, nói nhỏ hai câu bên tai Quý Thái Phi, trên mặt Quý Thái Phi lộ ra nụ cười lạnh lẽo, ngẩng đầu nói, lui lại hết cho ta. Thân vệ nghe thấy lời này, thì nhau nhảy ra ngoài, A Phúc cũng thu kiếm lại, khuôn mặt của y ta rất đặc sắc, nếu còn không thu, chỉ sợ khuôn mặt này bị phế bỏ rồi, y ta bị sợi dây xẹo quất mấy roi, khuôn mặt giống như mèo cào, dấu đỏ rõ ràng, còn rỉ ra bọt máu. Quý Thái Phi nhìn Thương Mai, người đen từ An cùng ở Mỹ một trận, vì sao làm vậy? Ta muốn gặp Tôn Phương Nhi, Thương Mai nói như vậy, nhưng trong lòng đã có dự cảm chang lành, vừa rồi cung nữ đen báo, có lẽ là báo tình huống của Tôn Phương Nhi. Nói sớm có phải là xong rồi không? Ai ra còn tưởng ngươi đến gây chuyện, đi vào đi, người tùy ngươi thăm viếng, muốn dẫn đi cũng được. Quý Thái Phi nói xong, khóe miệng ẩn chứa ý cười độc ác, quay người đi vào. A Phúc cũng đi vào theo. Trước khi đi, y ta hung hăng lườm Thương Mai. Thương Mai gian đao lão đại xông vào, đúng như cô đoán, quả thật Tôn Phương Nhi sắp không xong rồi. Viện phán có phần tiếc nuối nói, bỗng nhiên tình huống của nàng ta trở nên tồi tệ, vốn định lập tức thông báo cho Vương Phi, nhưng không kịp rồi. Thương Mai kiểm tra tình huống của Tôn Phương Nhi, hô hấp mạch đập đều vô cùng yếu ớt, hơi thở mong manh, là điềm báo của cái chết. Thương Mai lấy châm dài ra, phong bế kinh mạch của nàng ta. Nói, đại nhân, đưa nàng ta đến Huệ Khánh Cung. Đi cũng vô dụng, Vương Phi, lần này không cần đưa đi, nàng ta còn trúng độc. Viện phán nói, Thương Mai giật nảy mình, lật mí mắt rồi lại xem môi nàng ta, lấy châm thăm dò mạch máu, quả nhiên phát hiện châm bạc đổi màu, là trúng độc. Sao lại trúng độc, khi ngươi vừa tiếp nhận điều chỉ có phát hiện trúng độc không? Vâng, lúc ấy có phát hiện trúng độc, nhưng rất nhỏ, trong quá trình điều trị, độc tố tự biến mất. Nhưng vừa rồi lại phát hiện dấu hiệu trúng độc, có lẽ là do trước đó mạch tượng khác lạ, không nhìn ra, cho rằng độc đã được loại trừ. Người vẫn luôn ở nơi này sao? Thương Mai nói. Viện phán lắc đầu, không, vừa rồi Quý Thái Phi sai thần đi một chuyển, có hỏi tình huống của Tôn cô nương, chờ đến khi thần trở về khám lại, tình huống đã rất tồi tệ rồi. Chương 494, không phải cùng loại độc. Thương Mại vẫn hạ lệnh dân Tôn Phương Nhi đi, lúc này... Người của Quy Thái Phi không ngăn cản nữa, thậm chí còn vô cùng phối hợp đưa Tôn Phương Nhi đi. Lúc đi ra cửa điện, Quý Thái Phi bỗng nhiên nói với Hạ Thương Mai, ai ra biết ngươi y thuật cao minh, ngươi nhất định phải cứu Phương Nhi, nói thế nào nàng cũng là chị em dâu của ngươi. Hạ Thương Mai ngoài cười nhưng trong không cười, Quý Thái Phi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu nàng ta. Quý Thái Phi gật đầu, vậy là tốt rồi, ai ra chờ ngươi phát huy tất cả năng lực của bản thân. Cũng cho mọi người xem y thuật của ngươi cao minh thế nào. Thương Mai lười tiếp tục nói lời vô nghĩa với bà ta, chỉ mong không làm Quy Thái Phi thất vọng là được. Về phần thể nào mới là thất vọng thì chỉ có cô mới biết được. Quý Thái Phi nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Thương Mai, bỗng nhiên hạ lệnh, lập tức đi điều tra Hạ Thương Mai. A Phúc hơi run sợ, điều tra nàng. Không phải Quý Thái Phi biết bối cảnh của nàng ta rồi à? Ai ra cảm thấy nàng ta không phải con gái của Hạ Hoè Quân? Một người dù có thay đổi như thế nào cũng không thể đổi thành người khác được, trừ phi nàng ta vốn chính là người khác. Giá mạo, bà ta không xa lạ, Nghi Quý Phi chính là như vậy, cũng là lúc trước một tay bà ta sắp xếp, chỉ là tính toán của bà ta cũng có lúc tính sai, Nghi Quý Phi này, càng ngày càng không dễ khống chế. A Phúc nghe bà ta nói như vậy bèn đáp, vâng, nô tài lập tức đi điều tra. Thương Mai đưa Tôn Phương Nhi về, vết thương của nàng ta càng nghiêm trọng hơn. Một đao trên bụng có lẽ đã đâm trúng ngũ tạng trong bụng, lại bị trúng độc, trên ngực cũng bị thương không nghiêm trọng bằng. Thương Mai nói với Tráng Tráng, ngươi cho tiểu đao quyền hành, nói hắn đi đón Lâm Lâm vào cung đi. Được, Tráng Tráng dẫn theo đao lão đại ra ngoài. Thương Mai kiểm tra toàn thân cho Tôn Phương Nhi, phát hiện trong bụng có chảy máu, có lẽ là lá lách vỡ khiến bị chảy máu trong, phải cầm máu và rửa sạch để tránh cho các khí quan khác cũng nhiễm bệnh. Thương Mai cầm thuốc cầm máu. Mạnh tay đổ hết vào. Muốn rửa sạch máu thì rất khó, bởi vì thực hiện ca phẫu thuật ở đây có rủi ro cao, gần như không có khả năng thành công,
bởi vì cô có thể lựa chọn cách phong huyệt thay thế cho thuốc gây tê, nhưng không phải hoàn toàn không đau, phong huyệt chỉ có thể che kinh mạch lại, nhưng khí quan bị đau thì khó ngăn cản được. Đàn ông có khả năng chịu đau lớn hơn thì còn đỡ, Tôn Phương Nhi lại là phụ nữ, không biết võ công, cơ thể không tốt, dưới tình huống bị trúng độc mà còn phẫu thuật thì sợ là không qua được. Hơn nữa ở đây không có dụng cụ y tế, chỉ có một đôi mắt thường để đi phẫu thuật bụng, thấm máu chỉ có thể dùng bông, nếu tiêu độc không tốt, có thể khiến bệnh bị biến chứng cũng không biết chừng. Nhưng nếu để mặc không rửa sạch máu đi thì nàng ta sẽ chết. Thương Mai không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Tôn Phương Nhi không có người nhà, tình huống nguy hiểm này, chỉ có mình nàng ta tự gánh vác. Sau khi bàn bạc bước đầu với Tráng Tráng, Thương Mai quyết định phẫu thuật. Quyết định làm phẫu thuật cũng không đơn giản, hơn nữa chữa bệnh ở nơi điều kiện lạc hậu, nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ. Thương Mai mời một viện phán và ngự y đến hỗ trợ, đối với việc Thương Mai luôn dùng các phương pháp lý lạ để cứu người bệnh, viện phán là nhìn quen không trách. Trước khi phẫu thuật, Đao lão đại đưa Hạ Lâm vào cung. Lâm Lâm, nàng ta bị trúng độc, để mau nhìn xem nàng ta bị trúng độc gì. Thương Mai không kịp nói nhiều, vội vàng kéo. Hạ Lâm đi xem Tôn Phương Nhi luôn. Hạ Lâm a một tiếng, nhìn Tôn Phương Phi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, ánh mắt đều đăm đăm, sau đó quay đầu nói với Thương Mai, đại tỷ, diện mạo của tỷ tỷ này thật dễ nhìn. Vốn đầu óc của Thương Mai đang vô cùng khẩn trương, Tôn Phương Phi là nhân vật quan trọng, cô nhất định phải cậy được miệng nàng ta, bởi vậy mới khiến bản thân bị áp lực rất lớn. Nhưng nghe được lời này của Hạ Lâm, cô không khỏi nở nụ cười, đúng là đẹp, mau nhìn xem vị tỷ tỷ xinh đẹp này trúng độc gì. Hạ Lâm ừ một yếng, mở hòm thuốc lấy một cái châm ra, cầm châm vào các vị trí liêm tuyền, thiên trì, thần khuyết, huyết hải và thương khâu. Thương Mai phát hiện động tác châm cứu của Hạ Lâm rất quen thuộc, như là ở bộ sách về châm cứu, xem ra là được An Nhiên lão vu ơn ra dạy. Mấy huyệt vị này là từ cổ đen lòng bàn chân, giữ châm một lúc, Hạ Lâm rút châm lên nhìn, a một tiếng. Sao rồi, có biết chúng độc gì không? Thương Mai hỏi, cơ thể tỷ tỷ này có thể tự giải độc. Hạ Lâm cầm châm phân tích cho Thương Mai nghe, hai cái châm ở thiên trì và thương khâu có màu hơi đen, độc to rất nhạt, nhưng ở thần quyết và huyết hải có thể do có vết thương nên khả năng hấp thu độc chậm hơn, nhìn màu đen trên châm so sánh với nhau, chứng minh cơ thể của nàng ta có khả năng tự hấp thu chất độc. Thương Mai hơi run, nàng ta có thể tự hấp thu chất độc. Đúng vậy, Hạ Lâm lấy một viên thuốc giải độc ra, đại tỷ, tỷ cho nàng ta ăn cái này đi, nghiền nát thành bột phấn roi hòa tan vào nước ấm. Uống xong là có thể giải độc. Thương Mai đưa thuốc cho ngự y, để ông ta đi cho Tôn Phương Nhi uống thuốc, sau đó kéo Hạ Lâm sang một bên, lấy một viên thuốc trong tay áo ra, để xem, loại độc vị tỷ tỷ xinh đẹp này trông có giống loại thuốc này không. Viên thuốc này đã được lấy ra từ miệng của người áo đen khi hắn còn sống. Hạ Lâm nhận lấy nhìn một chút, lắc đầu nói, giống nhau nhưng cũng không giống sau. Vậy là sao? Thương Mai rất kinh ngạc, tỷ tỷ này trúng độc hai lần. Lần đầu tiên chúng độc không mạnh, chính mình hấp thu, vẫn còn lưu lại một ít, lần thứ hai chúng độc mạnh hơn, cơ thể không kịp hấp thu, mới có thể xuất hiện dấu hiệu của chúng độc. Về phần loại độc chúng lan thứ hai này, nó giống với loại độc tỷ được cho đệ, nhưng đắp lần rau không giống vậy. Thương Mai hơi giật mình, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cô lôi kéo Hạ Lâm ra ngoài tìm Tráng Tráng, Tráng Tráng, ngươi lập tức đi tìm Dạ Vương, để hắn đưa Hạ Lâm đến chỗ thi thể của mấy tên thích khách. Cho Hạ Lâm khám nghiệm xem rốt cuộc bọn họ bị trúng độc gì, có phải giống với hai tên còn sống kia không? Thi thể của hai tên thích khách kia đã bị đưa đến bãi tha ma, chỉ sợ xương cũng không còn. Bởi vì có người sống cho nên không giữ lại thi thể, nếu là không có người sống như trước đây thì nhất định sẽ giữ lại thi thể. Cho dù là một miếng da thịt nhỏ, đệ cũng có thể nghiệm ra được, đệ rất lợi hại. Hạ Lâm hừ nói. Tráng Tráng nở nụ cười, được, Lâm Lâm rất lợi hại. Tỷ sẽ để người dẫn đệ qua đó. Bảo vệ đệ ấy cho tốt, Thương Mai dặn dò, đi, người bận chuyện trước đi, có lẽ thật sự giống lời người nói, tình huống khác thường cho nên Tôn Phương Nhi không thể chết được. Tráng Tráng nói, đúng vậy, bắt đầu từ khi Quy Thái Phi không cho ta cứu Tôn Phương Nhi, ta đã nhận định Tôn Phương Nhi chắc chắn đã biết cái gì, điều nàng ta biết là điều Quỷ Thái Phi hoàn toàn không mong chúng ta biết được. Nói xong, cô quay người đi vào, chuẩn bị phẫu thuật. Tráng Tráng và hộ vệ cẩn thận đưa Hạ Lâm đến bãi tha ma. Mọi người giơ đuốc cao lên núi, chỉ là đúng như nàng nói, thi thể mấy tên thích khách kia đã sớm bị ăn sạch, nhưng mà họ phát hiện mấy xác sói bị trúng độc chết ở gần bãi tha ma, có một vài xác chim quanh đó.
có lẽ đám sói và chim này ăn cơ thể thích khách nên chúng độc bỏ mình. Xương thịt thích khách bị ăn hết, răng nanh của sói rất sắc, ngoài xương sọ ra thì đều bị nuốt xuống hoàn toàn. Hạ Lâm còn chưa nghiệm thi đã nói, những người này là chết do chúng độc, nhưng tuyệt đối không phải loại độc đại tỷ đưa cho đệ. Tráng Tráng kinh ngạc nói, đệ còn chưa kiểm tra thì sao lại biết là không phải được. Chương 495, hoài niệm tình tỷ muội. Hạ Lâm giải thích, đại tỷ đưa thuốc độc cho ta chính là hạc đỉnh hồng được bọc ở trong giấy, gặp huyết phong hao, một khi cần vào hạc đỉnh hồng độc sẽ phát tán lập tức mất mạng. Độc tính sẽ chỉ ở bộ phận yết hầu, vì vậy cho dù là sói lang hay chim chóc cần nuốt phải thi đờ bon chúng cũng không hoàn toàn sẽ chết, chỉ có thể ăn dính độc dược mà bọn họ mang thì mới độc phát mất mạng lập tức. Vậy độc ở trong những người họ là loại độc gì? Tráng Tráng hỏi. Hạ Lâm ngoi xuống cẩn thận dò xét những thứ vỡ vụn trên mặt đất sau đó lấy châm độc cẩn thận kiểm tra. Là một loại độc dạng bột, sau khi người ngửi dính sẽ độc phát mất mạng. Hơn nữa trước khi chết độc tính đã thông qua hô hấp vận chuyển khắp thân thể. Tráng Tráng vô cùng kinh ngạc, bột, đám thích khách kia là cùng đồng bọn, nhưng sao lại dùng loại độc không giống nhau? Cái này ta cũng không rõ, nhưng khẳng định không cùng một loại độc. Hạ Lâm chắc chắn nói. Tráng Tráng nhớ lại thời điểm lúc trước hoàng đế bị ám sát, Thương Mai đã nói qua, xem ra cần phải đem loại độc này về tra xét lại. Về tới trong cung, Thương Mai vừa mới làm xong giải phẫu đi ra ngoài nhìn qua có vẻ tình hình không được tốt lắm. Nàng ta bị thanh thủy thủ đả thương phần bụng ảnh hưởng tới lá lách cho nên thời điểm rút khỏi thanh thủy thủ ra cũng làm thành ruột bị thương. Mặc dù đã xử lý vết thương khâu lại rất tốt nhưng bởi vì mất quá nhiều máu sau đó lại bởi vì mới giải phẫu xong cho nên tủy xương sẽ không tự sản sinh ra lượng máu mới, sợ là không thể sống. Chỉ có thể nhìn tạo hóa của nàng ta mà thôi. Ở một nơi điều kiện eo hẹp như vậy thì việc giải phẫu được đến mức này cũng coi như là tận lực hết sức cẩn thận. Tôn Phương Nhi vẫn chưa có tỉnh lại, giai đoạn nguy hiểm vẫn còn chưa qua. Nghe Hạ Lâm nói, Thương Mại hỏi, Lâm Lâm. Còn nhớ lần trước ta cho ngươi xem qua loại độc đó sao? Còn nhớ, Hạ Lâm lấy ra loại độc mà vừa rồi nàng mới đưa, ta nhớ, đây là cùng một loại độc. Nói cách khác, hai kẻ thích khách này cùng với nhóm người thích khách hoàng thượng phía trước là cùng một đồng bọn. Nhưng mà mấy người kia chẳng phải đã chết sao? Đến là cùng một nhóm người, nhưng vì sao loại độc này lại không giống nhau? Hơn nữa nếu muốn nuốt độc tự sát thì độc dược ngậm trong miệng là nơi phát tán nhanh nhất. Tại thời điểm nguy hiểm ai lại có thể phát tán loại độc bột này? Đấy cùng một nhóm người ra thực thi nhiệm vụ thế nhưng mà lại dùng một loại độc không giống nhau. Càng không thể nói là bởi vì độc dược số lượng kia không đủ dùng, dùng độc bột khác thay thế đi. Lâm Lâm, Tôn Phương Nhi lần đầu bị trúng độc có nói kia là cùng một nhóm thích khách. Thương Mai đột nhiên hỏi. Hạ Lâm gật đầu, đúng, là cùng một nhóm người, hắn là vị tỷ tỷ kia trúng độc rất nhẹ. Có lẽ lúc đó nàng đã bị thương vì vậy hó hấp trở nên yếu cho nên lượng độc hấp thu vào cơ thể không nhiều. Nhưng nàng lan thứ hai chúng phải độc, là độc hạc đỉnh hồng sao? Thương Mai hỏi lại, không phải, là chấm độc. Hạ Lâm nói, chấm độc, Thương Mai biết ở trong cung chuyện chấm độc là chuyện thường hay gặp, đa phần nếu muốn ban chết đều đem chấm độc đổ vào trong bình rượu, bởi vì chấm độc có độc tính rất mạnh, cho nên uống vào sẽ nhanh chóng mất mạng. Tráng Tráng kinh ngạc nói, nàng uống phải trầm độc vậy mà lại không chết. Hạ Lâm, cơ thể của nàng ta có thể tự giải được độc, nhưng mà bởi vì bị thương cho nên giải độc trở nên rất chậm. Nhưng là so với người khác tốt hơn rất nhiều chí ít sẽ không mất mạng ngay. Ta vừa rồi đã cho nàng ta ăn thuốc giải độc của nàng ta đã giải được rồi. Đúng vậy, cơ thể nàng ta hiện tại đã không còn độc tính nữa. Thương Mai nói, ba loại độc xuất hiện ngày hôm nay. Tôn Phương Nhi trúng độc rất rõ ràng là do Quý Thái Phi giở trò. Quý Thái Phi muốn giết Tôn Phương Nhi, mặc dù không lý giải được vì sao lại muốn giết nàng ta nhưng trước tiên vẫn là lấy việc này làm phỏng đoán. Loại độc thứ hai là loại độc bột ngửi dính, nhưng là trong điện có Quý Thái Phi cùng Tôn Phương Nhi. Nếu nàng ngửi dinh độc nhưng vì sao Quý Thái Phi lại không sao? Duy nhất có thể nghĩ đó là bởi vì Quý Thái Phi trước đó đã ăn thuốc giải độc. Nếu như nói bột độc là do bà ta rắc, vậy thì chính là đã rắc từ trước đó rồi. Tráng Tráng cũng nghĩ đen điểm này, 7 tên thích khách, 5 người đã nhiễm độc chết. Ngoài ra còn hai kẻ kia có thể đứng ở khoảng cách tương đối xa lại bịt kín miệng mũi vì thế nên không trúng độc. Bởi vì sợ bột độc tản khắp nơi cho nên không dám tiến lên vì vậy mới bị A Phúc cùng ám vệ chế trụ, cùng lúc đó cấm vệ binh đã lập tức đuổi tới, bọn họ mới không kịp cần hạc đinh hồng ở trong miệng để tự sát thì đã bị áp chế lại. Chờ xem kết quả thẩm vấn sau đó chúng ta lại phỏng đoán.
Thương Mai tuy rằng cảm thấy phỏng đoán lần này là hợp tình hợp lý, nhưng, trong lòng vẫn cảm thấy nghi ngờ. Chiếu theo phỏng đoán từ các nàng, Quý Thái Phi đã sớm chuẩn bị mới có thể từ trước đó đã ăn thuốc giải độc. Quý Thái Phi biết Nam Hoài Vương sẽ xuống tay với mình vì vậy đã sớm chuẩn bị trước cũng không phải ngạc nhiên. Nhưng là căn cứ vào độc mà Tôn Phương Nhi chúng, nàng ta là bởi vì bị thương từ trước chính là trước lúc thích khách lẻn vào trong điện, nàng đã bị Quý Thái Phi làm bị thương rồi. Tôn Phương Nhi mặc dù không hiểu võ công nhưng nếu bị Quý Thái Phi ám toán chỉ có thể nói rõ ràng một chút, chính là nàng ta cho rằng Quý Thái Phi sẽ không giết nàng. Nàng ta vì cái gì mà chắc chắn Quý Thái Phi sẽ không giết mình đây? Bởi vì Quý Thái Phi là mẫu cổ cho nên cần đến máu của nàng để giải độc sao? Nhưng chắc chắn, Quý Thái Phi động thủ rồi. Tôn Phương Nhi là bị người hạ độc, nhưng nàng ta chắc chắn nếu không có mình thì sẽ không có cách nào giải độc vì vậy mới đối với Quý Thái Phi không có phòng bị. Quý Thái Phi người này nguy hiểm như vậy, vậy mà không có cố kỵ một chút, chẳng lẽ nàng ta thật sự không cần mạng nữa sao? Thương Mai nghĩ không rõ chính là ở chỗ này. Chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Về phần thẩm vấn ta cảm thấy những thích khách này đã giấu độc dược ở trong miệng thì chính là ôm tâm niệm nhất định phải chết. Thà ngươi nói bọn họ đều là tử thi thì sợ là cậy miệng bọn họ ra cũng không cậy ra được từ nào. Tráng Tráng nói. Thương Mai gật gật đầu, bọn họ không chịu nói là chuyện bình thường. Ta thật ra không trông cậy vào bọn họ sẽ nói ra lời gì, chỉ là hy vọng. Tráng Tráng nhìn cô, chỉ hy vọng điều gì? Thương Mai ngẩng đầu nhìn nàng ta, giả thuyết nói, nếu như nói hai người thích khách kia vốn không cùng với nhóm người đã chết. Cố ý không tự sát mà giữ lại mạng sống để chi chứng ai? Liệu có khả năng này không? Tráng Tráng lắc đầu, đây không thể nào, Lão Thái Quân đã nói thích khách là 7 người, tới thời điểm là 7 người lại cùng nhau tấn công. Nếu như không phải cùng một nhóm, đây như thế nào cùng nhau tấn công? Điều này cũng đúng. Tráng Tráng nhìn cô bối rối, lại nói, bỏ đi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, như trước ngươi nói, chính là binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn sao? Thương Mai án một tiếng, đúng vậy. Hiện giờ nghĩ nhiều vô ích, mọi thứ còn cần chờ Tôn Phương Nhi tinh lại. Chỉ là nghĩ đến đây Thương Mai lại không khỏi lo lắng, Tôn Phương Nhi sẽ tinh lại sao? Cung nhân tiến vào thông báo, công chúa, vương phi, nhu. Giao huyện chúa đến rồi. Mời nàng ta vào trong Tráng Tráng nói. Vâng. Như Giao sau khi tiến vào hết nhìn phía đông lại nhìn sang phía tây, Thương Mai hỏi, nhu Giao, ngươi nhìn cái gì? Nhu Giao bĩu môi, ta nghe nói nàng ta bị thương còn ngoi đã túc trực ở đây, ta nhìn xem nàng ta có ở đây hay không. Nàng ta, Thương Mai kinh ngạc, lập tức nghĩ đến nàng ta đang nói đến Tôn Phương Nhi. Nàng ta hiện tại ở trong phòng. Nàng ta, Nhu Giao cần môi, nàng ta có nghiêm trọng không? Tráng Tráng nói, Nhu Giao, người còn quan tâm nàng ta à? Người không phải đều hận chết nàng ta sao? Ai quan tâm nàng ta? Nhu Giao hừ một tiếng, ta là đến nhìn xem nàng ta đã chết chưa, nàng ta chết rồi ta càng cảm thấy vui mừng. Thương Mai, Nhu Giao, nàng ta chưa chết, nhưng không biết nàng ta có thể vượt qua được hay không? Nhu Giao sắc mặt tái nhợt a một tiếng, nghiêm trọng như vậy sao? Nàng ta bị dao đâm trúng bụng còn trúng độc, tình huống tương đối nghiêm trọng, ít nhất trước mắt vẫn chưa vượt qua nguy hiểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.